Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Kính bạch chư tăng, kính thưa các cô tu nữ cùng toàn thể nam nữ Phật tử. Ngày hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2020, nhằm ngày 24 tháng 5 Phật lịch 2564, tại chùa Viên Tuệ có tổ chức khóa tu tích cực trong vòng 10 ngày, và các Phật tử chúng ta các nơi chúng ta quy tụ về đây để chúng ta tham gia, chúng ta hành thiền trong vòng 10 ngày. Thì giờ này chúng tôi xin thay mặt chư tăng để chia sẻ về phương pháp thực hành tứ niệm xứ đến toàn thể hội chúng mình. Và trước khi chia sẻ về phương pháp thực hành tứ niệm xứ, thì chúng tôi cũng trích dẫn trong bài kinh Đại Niệm Xứ để chúng tôi chia sẻ cùng toàn thể nam nữ Phật tử. Vì Đức Phật dạy rằng chúng ta tu tập thì chúng ta phải y cứ vào lời dạy của Đức Phật. Và khi chúng ta đã hiểu được lời dạy của Đức Phật rồi thì khi đó chúng ta thực hành, cái niềm tin chúng ta nó sẽ vững hơn, và cái sự tu tập chúng ta nó sẽ được tốt đẹp, chúng ta không có đi sai lệch. Thì đây, người cư sĩ chúng ta tu tập tứ niệm xứ thì theo chúng tôi nghĩ rằng có hai bài kinh rất là quan trọng mà chúng ta phải cần tìm hiểu cho được rõ ràng một cách chi tiết, rồi khi đó chúng ta thực hành thì mới đem đến kết quả lợi ích được. Thì hai bài kinh đó là gì? Trong kinh Trung Bộ Kinh, bài kinh số 10, bài kinh Niệm Xứ. Trường Bộ Kinh, bài kinh số 22, kinh Đại Niệm Xứ. Thì hai bài kinh này Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng một cách chi tiết, cặn kẽ, chúng ta dễ hiểu và chúng ta dễ dàng ứng dụng để chúng ta tu tập phát triển, đi sâu vào tâm linh của chúng ta. Và giờ này chúng tôi sẽ trích dẫn trong bài kinh Đại Niệm Xứ để chúng tôi phân tích và chia sẻ trên phương diện pháp học, căn cứ vào kinh điển, và sau đó chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các Phật tử chúng ta thực hành theo cái phương pháp mà Đức Thế Tôn còn tại thế Ngài đã chỉ dạy. Thì khi mà chúng ta đề cập đến Phật giáo thì trong Phật giáo có hai loại thiền phổ thông nhất, đó là thiền Samadhi, thứ hai là thiền Vipassana. Thì khi Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện ở đời đó, thì mục tiêu của Ngài đó là khai triển về cái thiền Vipassana, tức còn gọi là tứ niệm xứ, hay còn được gọi là thiền quán. Và thiền này Đức Phật chúng ta còn là Bồ Tát, Ngài đã khám phá, Ngài đã giác ngộ. Và khi Ngài đã giác ngộ được cái phương pháp tứ niệm xứ rồi đó, Ngài thuyết giảng cho chúng sanh. Và những người nào nghe, hiểu, thực hành theo, và chúng sanh đó cũng đắc được Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, Anh Hàm và A La Hán, để thoát đi cái sự sanh già bệnh chết trong dòng sanh tử. Và giờ này sư sẽ đề cập về cái bài kinh Đại Niệm Xứ, và chúng tôi sẽ trích dẫn một đoạn kinh để chúng tôi chia sẻ cùng toàn thể hội chúng mình. Thì trong bài kinh Đại Niệm Xứ có một đoạn kinh như sau. Đức Phật dạy rằng: Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh,
vượt khỏi sầu não, vượt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Ở đây vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Ở đây vị tỳ kheo sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Ở đây vị tỳ kheo sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Ở đây vị tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Đó là bốn niệm xứ. Và chúng tôi sẽ trình bày về những cái đoạn kinh này, vì trong cái đoạn kinh này có những chi pháp rất là cần thiết, quan trọng, nên chúng tôi trích dẫn để chia sẻ cho hội chúng chúng ta hiểu và chúng ta thực hành như thế nào để đúng như mà kinh điển lời dạy của Đức Phật. Thì nên Đức Phật dạy rằng đây là con đường độc nhất. Thì con đường độc nhất thì chúng ta phải hiểu về ý nghĩa có 5 cách như sau. Thứ nhất là con đường độc nhất là con đường này là một con đường thẳng. Nếu mà chúng ta đi trên con đường này đó, thì mục tiêu của chúng ta sẽ đạt đến, đó là cái sự giác ngộ. Chẳng hạn như người cư sĩ chúng ta ở ngoài á, mà chúng ta muốn đi đến chỗ nào đó, mà cái chỗ khởi điểm của chúng ta muốn đi đến cái mục tiêu của chúng ta, mà con đường đó không có ngã tư hay là không có ngã rẽ đó, thì chỉ có một con đường thẳng á, thì chúng ta đi chúng ta không sợ lầm lạc. Thì như thế nào cũng vậy, con đường tứ niệm xứ ở đây Đức Phật dạy là con đường độc nhất, tức là con đường này, chúng ta đi trên con đường này thì chúng ta sẽ đạt đến mục tiêu, đó là sự giải thoát, không còn con đường nào khác nữa. Con đường độc nhất. Ý nghĩa thứ hai đó, tức là con đường này chúng ta đi chỉ có đơn độc một mình. Hôm nay chúng ta về đây để chúng ta thực hành tứ niệm xứ. Thì rằng chúng ta sống trong một cái ngôi chùa, chúng ta có thể hành thiền trên chánh điện đông người. Nhưng mà trong lúc chúng ta chánh niệm, chúng ta quan sát về thân, thọ, tâm và pháp, thì trong lúc này chỉ có một mình chúng ta cảm nhận được cái đối tượng nó xảy ra như thế nào, đến như thế nào và nó đi như thế nào, và tự mình trải nghiệm, tự mình hiểu biết. Chứ người khác không thể nào trợ giúp cho chúng ta hay là đồng hành với chúng ta. Thì ý nghĩa thứ hai là chúng ta phải hiểu rằng con đường độc nhất là như thế. Cái nghĩa thứ ba nữa đó, con đường độc nhất tức là con đường này của một đấng tối thượng. Khi mà Đức Phật còn là Bồ Tát, Ngài đã tìm ra con đường tức là tứ niệm xứ, và Ngài đi theo con đường tứ niệm xứ, Ngài giác ngộ được tứ thánh đế, khổ tập diệt đạo, và Ngài trở thành vô thượng chánh đẳng giác. Thì cái con đường này đó, Đức Thế Tôn Ngài đã khám phá, và sau khi Ngài giác ngộ, Ngài cũng thuyết giảng chúng sanh, và chúng sanh nào thực hành theo, và chúng sanh đó cũng được giác ngộ giống như Ngài. Hiện nay chúng ta hiểu bằng ý nghĩa thứ ba đó, con đường độc nhất, tức là con đường của một đấng tối thượng, là chỉ cho Đức Phật chánh đẳng giác. Con đường độc nhất, ý nghĩa thứ tư, chúng ta phải cần hiểu rằng con đường này, tức là tứ niệm xứ, chúng ta thực hành, chúng ta sẽ đạt đến Niết Bàn. Tại vì chỉ có tứ niệm xứ để chúng ta an trú trên thân thọ tâm pháp, để chúng ta quan sát lâu ngày, chúng ta sẽ nhận thức được cái bản chất vô thường của thân và tâm này, cái sự khổ đau của thân và tâm này, cái sự vô ngã của thân và tâm này, để chúng ta nhàm chán, ly tham, và chúng ta đạt đến Niết Bàn. Đó là ý nghĩa thứ tư. Ý nghĩa thứ năm, con đường độc nhất, tức là con đường này sẽ đưa đến sự bất tử,
tức là chúng ta không còn tái sanh nữa. Thì trong chú giải có giải thích con đường độc nhất là chúng ta phải hiểu được năm cái ý nghĩa như vậy. Rồi lại nữa Đức Phật dạy rằng đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, tức là đối với phàm phu chúng ta thì đầy dẫy phiền tối, tham, sân, si, tà kiến, ngã mạn, ganh tị. Nói chung chúng ta là một phàm phu thì tâm bất thiện rất là nhiều. Và khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ, chúng ta an trú vào thân, thọ, tâm, pháp trong sát na hiện tại đó, thì trong khoảnh khắc đó thì tham, sân, si, tà, kiến, ngã mạn không có điều kiện để sanh khởi. Thì khi nào có tâm thiện thì không có bất thiện sanh khởi. Và nếu mà chúng ta an trú trong khoảng 10 phút thì phiền não sẽ vắng mặt 10 phút. Chúng ta an trú được nửa tiếng thì phiền não sẽ vắng mặt được nửa tiếng. Thì đây khi mà chúng ta an trú vào thân, thọ, tâm, pháp, tức là chúng ta làm cho tâm chúng ta trở nên thanh tịnh và có thể chúng ta loại được phiền não tham sân si. Cho nên Đức Phật có dạy rằng đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh. Rồi lại nữa Đức Phật dạy tiếp rằng vượt khỏi sầu não. Thì chúng ta đó sống thì chúng ta có những cái sự buồn lo, hay là chúng ta khóc lóc, chúng ta than thở, chúng ta sợ hãi, chúng ta thất vọng. Đây là những cái nỗi khổ. Và khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ thì chúng ta sẽ diệt được những cái tâm ưu tư này, cái tâm khổ đau này. Nên Đức Phật mới dạy rằng vượt khỏi sầu não. Rồi lên nữa, khi mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ thì Đức Phật dạy rằng chúng ta sẽ diệt trừ khổ u, tức là khổ ở đây chỉ do thân và tâm. Và khi chúng ta đó có thân đây đó, chúng ta thấy rằng chúng ta ngồi thiền hay là chúng ta đi hay là chúng ta nằm, có những lúc đó, cái cơn đau nó sẽ phát sanh. Và khi mà đa thân chúng ta đau đớn thì tâm chúng ta sẽ u sầu, chúng ta sẽ khổ thân và khổ tâm. Và khi chúng ta là cái người hành giả tu tập tín niệm xứ, chúng ta quan sát cái đau do cái định tâm vững chắc có chánh niệm đó, và có trí tuệ hiểu biết đó, thì chúng ta sẽ hiểu cái bản chất của cái đau, và chúng ta biết rằng cái đau này không có liên quan gì đến mình và nó không phải là tự ngã của chúng ta. Và cái sự an lạc sẽ phát sinh, cái sự hỷ tâm sẽ phát sinh và cái cơn đau nó sẽ tự biến mất. Và khi chúng ta có thực hành tứ niệm xứ thì chúng ta hiểu như vậy đó, thì tâm u sầu khổ não không khởi, không có thể nào phát sinh được. Đến đây Đức Phật mới dạy rằng diệt trừ khổ u. Rồi lại nữa Đức Phật dạy rằng thành tựu chánh trí. Thì chánh trí đó có hai loại, một là chánh trí hiệp thế, hai là chánh trí siêu thế. Thì trong đời sống của chúng ta đó, chúng ta luôn luôn bị tà kiến nó chi phối. Trong cái vô thường chúng ta nghĩ là thường, trong cái khổ chúng ta nghĩ là lạc, trong cái sự vô ngã chúng ta cho là tự ngã. Và khi mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ đó, chúng ta quan sát thân và tâm này đó, chúng ta quan sát về thân, chúng ta thấy rằng cái tư thế đi chúng ta quan sát là nó cũng diệt, tư thế ngồi chúng ta quan sát chúng ta thấy nó cũng thay đổi và diệt đi, hay là tư thế đi chúng ta quan sát chúng ta thấy nó cũng diệt đi, hay là tư thế nằm cũng thế. Và chúng ta có quan sát như vậy, chúng ta thấy rằng cái tư thế và từ cái cử chỉ hành động của chúng ta luôn luôn có sự thay đổi, và lâu ngày chúng ta sẽ thấy sâu sắc hơn từ cái tế bào của sắc pháp nó thay đổi. Thì xưa kia chúng ta cho rằng cái thân này là thường, bây giờ chúng ta quan sát chúng ta thấy cái sự thay đổi đó, thì chúng ta thấy được cái sự vô thường. Bây giờ vô thường chúng ta thấy là vô thường, như vậy chúng ta có chánh trí. Thì xưa kia chúng ta chưa có thực hành tứ niệm xứ đó, chúng ta cho rằng cái thân này là lạc. Nhưng mà thật sự ra khi mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ thì chúng ta mới thấy rằng có thân đây mới có sự đau khổ, có thân đây mới già, bệnh, chết, có nóng, có lạnh, có đói, có khát, bị mũi mồng, vân vân và vân vân. Nên chúng ta quan sát chúng ta thấy được cái sự bức bách của thân. Nên khi đó chúng ta sẽ thấy được cái sự khổ, tức là chúng ta có chánh trí.
Khi chúng ta thực hành tấn niệm xứ, chúng ta mới quan sát, chúng ta thấy rằng cái thân này là do duyên, do tứ đại mà hợp thành, không có một linh hồn bản ngã. Để chúng ta thấy được cái bản chất vô ngã, chúng ta quan sát vậy chúng ta có chánh trí. Thì khi mà chúng ta thấy được thân và tâm này đó là vô thường, khổ, vô ngã rồi đó, chúng ta hiểu đúng, khi đó chúng ta nhàm chán đối với thân tâm này, thì khi đó cái chánh trí siêu thế gọi là đạo quả xuất hiện để chúng ta nhận được cảnh niết bàn, thì như vậy được gọi là chánh trí siêu thế. Nên Đức Phật dạy rằng thành tựu chánh trí, thì chúng ta tu tập tứ niệm xứ là chúng ta đạt được hai cái chánh trí, một là chánh trí hiệp thế để chúng ta thấy được vô thường, khổ, vô ngã của danh và sắc, tất cả pháp hữu vi, và chúng ta đạt được chánh trí siêu thế là chúng ta cảm nhận được niết bàn để chúng ta trở thành những bậc thánh. Rồi lại nữa, Đức Phật dạy rằng chứng ngộ niết bàn. Khi mà chúng ta tu tập cái phương pháp tứ niệm xứ thì Đức Phật dạy rằng tùy theo cái ba la mật của mỗi người, có thể là từ 7 ngày, 7 tháng hay là 7 năm vân vân. Thì tùy theo cái sự tu tập của chúng ta, thì niết bàn tức là cái sự an lạc, niết bàn tức là không còn bị sanh già bệnh chết nữa. Thì trong cái đoạn văn khởi đầu bài kinh thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn ngày thiết, chúng ta hiểu được cái ý nghĩa là như vậy. Đức Phật dạy rằng đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Bây giờ xin sẽ đề cập về bốn niệm xứ. Thì trong cái phương pháp gọi là thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ, đây là bốn cái phương pháp. Thì bốn cái phương pháp này đó, thì chúng ta có duyên với cái phương pháp này nào thì chúng ta tu tập cái phương pháp đó. Nhưng mà ở đây thì sư sẽ chỉ cho các vị về cái phương pháp gọi là tâm quán niệm xứ. Khi mà chúng ta tu tập tâm quán niệm xứ, không phải là chúng ta không có quán về thọ quán niệm xứ, hay là thân quán niệm xứ, hay là pháp quán niệm xứ. Chúng ta vẫn quan sát trong bốn xứ, nhưng mà chúng ta chuyên về cái lĩnh vực nào, cái phương pháp nào thì chúng ta sẽ nhuần nhuyễn, chúng ta sẽ thiện xảo trong phương pháp đó. Chứ không phải là chúng ta nói rằng chúng ta tu một phương pháp là chúng ta chỉ có biết một phương pháp đó thôi, thì chúng ta còn khiếm khuyết, chúng ta chưa có phải là cái người thực thụ để tu tập tứ niệm xứ. Thì trong tứ niệm xứ đó, ở đây sư chỉ đề cập trình bày một cách vắn tắt về các chi pháp, và khi đó chúng tôi sẽ chia sẻ về cái phương pháp về tâm quán niệm xứ. Sau này thì chúng tôi sẽ từng tự trình bày về những cái phương pháp như là thân quán niệm xứ và thọ quán niệm xứ. Thì trong cái phương pháp tứ niệm xứ đó, thân quán niệm xứ thì Đức Thế Tôn ngài dạy cho chúng ta đó, thì gồm có 14 cách để chúng ta tu tập, chúng ta quan sát, tức là có 14 đối tượng. Chúng ta có thể quan sát về hơi thở là một đối tượng. Thứ hai là chúng ta quan sát về tứ quan nghi, đi, đứng, nằm, ngồi. Và cái đối tượng thứ ba của thân quán niệm xứ là chúng ta quan sát về tiểu quan nghi, tức là chúng ta dở, khi mà chúng ta đi đó, rồi chúng ta bước, dở chúng ta biết rõ, tay chúng ta giơ lên chúng ta biết rõ, khi chúng ta gãi chúng ta biết rõ, khi mà chúng ta xoay người chúng ta biết rõ, tức là những cái cử chỉ hành động tiểu quan nghi chúng ta cũng phải cần quan sát. Như vậy được gọi là thân quán niệm xứ. Đối tượng thứ tư đó, tức là chúng ta quan sát về tứ đại trong cái thân thể chúng ta. Khi mà chúng ta đụng vào cái cơ thể của mình mà chúng ta thấy những gì nó thuộc về cứng mềm, nó thuộc về chắc đắc. Cơ thể chúng ta đụng vào, chúng ta thấy những gì nó thuộc về nóng lạnh đó, thì nó thuộc về chất lửa. Trong cơ thể chúng ta đó, chúng ta có thể đi, chúng ta có thể thở được,
hay là cái bụng chúng ta phồng lên xẹp xuống, thì sự chuyển động đó là chất giấu. Và cơ thể chúng ta được kết dính, nó không có bị tan rã, nó thuộc về chất nước. Tức là chúng ta tu tập thân quán niệm xứ là chúng ta phải thấy những cái thực tánh đó, đất, nước, lửa và gió. Đó là đối tượng thứ tư. Đối tượng thứ năm á, là chúng ta quan sát về 32 thể trược. Tức là trong cái thân thể chúng ta, từ bàn giò lên cho đến đỉnh đầu, thì ở ngoài bao bọc một cái lớp da, ở trong có đầy dẫy 32 thể trược, đó là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tỷ, thận, tim, gan, phổi, vân vân. Thì trong 32 thể trược đó, để chúng ta quan sát, chúng ta thấy rằng cái thân này là do 32 thể trược hợp thành. Nó là vô thường, nó là khổ, nó là bất tịnh, nó là vô ngã. Để chúng ta nhàm chán đối với cái sắc thân này. Đó là đối tượng thứ năm. Và có chín cái đối tượng của thân quán niệm xứ nữa, là chúng ta quan sát về chín cái đề mục tử thi. Tức là có những tử thi chết 2-3 ngày, nó sẽ phồng trương lên, nó màu chuyển sang màu tím. Thì chúng ta quan sát, chúng ta nghĩ rằng cái thân của ta đây, rồi sau này ta chết thì nó cũng bầm xanh như vậy. Thì nói chung tới chín cái đề mục tử thi. Thì đây sư chỉ trình bày một cách đại khái về thân quán niệm xứ, tức là có chín cái, à xin lỗi, có 14 đối tượng để chúng ta quan sát. Đây, bây giờ sẽ đề cập đến thọ quán niệm xứ đó. Thọ quán niệm xứ thì ở đây Đức Phật dạy chúng ta đó, nếu mà chúng ta phân tích rộng thì gồm có 9 loại thọ để chúng ta quan sát. Thọ tức là cái sự cảm giác vui, buồn hoặc là thản nhiên, gọi là thọ quán niệm xứ. Thì thọ ở đây trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy gồm có thọ khổ, thọ lạc và thọ xả. Thọ khổ liên hệ đến vật chất và thọ khổ không liên hệ đến vật chất. Thọ lạc liên hệ đến vật chất và thọ lạc không liên hệ đến vật chất. Và thọ xả liên hệ đến vật chất và thọ xả không liên hệ đến vật chất. Thọ ở đây là chúng ta phải cần hiểu về cảm giác của nội tâm. Đó là cái cách để chúng ta tu tập về thọ quán niệm xứ. Thứ ba nữa là Đức Thế Tôn dạy chúng ta cái phương pháp gọi là tâm quán niệm xứ. Tâm quán niệm xứ thì gồm có 16 loại tâm. Đó là tâm tham, tâm vô tham, tâm sân, tâm vô sân, tâm si, tâm vô si, tâm tó loạn, tâm co rút, tâm đại hành, tâm không đại hành, tâm vô thượng và tâm không vô thượng. Tâm có định và tâm không có định, tâm giải thoát và tâm không giải thoát. Tức là chúng ta tu tập về tâm quán niệm xứ có 16 loại tâm. Và một lát nữa đây chúng tôi sẽ trình bày về 16 loại tâm này để cho các vị hiểu và các vị quan sát. Thì cách thứ tư nữa đó là Đức Phật dạy chúng ta tu tập, đó là pháp quán niệm xứ. Pháp quán niệm xứ gồm có 5 cách để chúng ta tu, 5 đối tượng để chúng ta quan sát. Đó là chúng ta quan sát về 5 triền cái. Thứ hai là chúng ta quan sát về 5 thủ uẩn. Thứ ba là chúng ta quan sát về 6 nội xứ và 6 ngoại xứ. Thứ tư là chúng ta quan sát về thất giác chi. Và thứ năm là chúng ta quan sát về tứ diệu đế. Đó là chúng ta tu tập về pháp quán niệm xứ. Thì bây giờ chúng tôi sẽ trình bày về cái phương pháp tâm quán niệm xứ. Chúng tôi sẽ trình bày chia sẻ chi tiết cho hội chúng mình hiểu trên phương diện lý thuyết, và sau đó chúng ta ứng dụng trên phương diện pháp hành. Tức là chúng ta tu là chúng ta phải có chi văn và chi tu. Tức là chúng ta muốn thực hành cái gì là chúng ta phải hiểu rồi chúng ta mới thực hành. Nên chúng ta tu là chúng ta phải có 3 loại chí, đó là chi văn, chi tư và chi tu. Chí văn là trong lúc chúng ta nghe kinh điển, thông tin chính xác về lời dạy của Đức Phật. Ở khi đó chúng ta suy tư với cái sự đúng đắn mà những gì chúng ta đã học được gọi là chí tư. Ở khi đó chúng ta ứng dụng, chúng ta tu tập lâu ngày do sự trải nghiệm, cái sự hiểu biết của mình. Thì như vậy được gọi là chí tu.
Vậy như thế nào gọi là tâm quán niệm xứ? Ở đây Đức Phật dạy rằng, ở đây vị tỳ kheo quán tâm, trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Thì Đức Phật dạy chúng ta đó, quán tâm trên tâm, tức là chúng ta lấy tâm làm đối tượng để chúng ta quan sát. Vậy như thế nào gọi là tâm? Tâm tức là sự biết cảnh. Giống như giờ các Phật tử chúng ta nhìn lên các sư ở đây, vậy các gì, những cái gì đang biết các sư trên đây? Tức là tâm các vị đang biết. Nếu mà cái người chết thì họ không có, không còn tâm nên họ không có thấy gì cả. Còn chúng ta còn sống tức là chúng ta có tâm. Nên các vị nhìn lên các sư, các vị thấy các sư trên đây, tức là tâm đang biết. Và trong lúc này chúng tôi đang thuyết giảng về giáo pháp của Đức Phật, vậy cái gì đang biết ghi nhận những lời mà chúng tôi đang thuyết giảng, tức là các vị có tâm nên các vị biết được. Và khi mà chúng ta đó, sống trong cuộc sống này, chúng ta ngửi được mùi thơm mùi thối, vậy cái gì biết được cái mùi thơm mùi thối đó? Tức là tâm nó biết mùi thơm mùi thối. Và trong lúc mà chúng ta ăn đó, chúng ta thấy, chúng ta cảm nhận được đắng cay bùi chát chua ngọt, vậy cái gì đang biết được những cái vấn đề này? Tức là tâm nó đang biết. Và khi mà các vị đang ngồi đó, các vị thấy rằng gió, tức là quạt máy nó thổi đó vào cơ thể chúng ta thấy mát, chúng ta thấy dễ chịu. Hay là chúng ta ngồi một chút chúng ta thấy nó đau nhất, vậy cái gì cảm nhận cái mát đó, cảm nhận cái đau đó? Tức là tâm. Chúng ta có tâm chúng ta mới biết. Và trong đời sống của các vị suy nghĩ, tính toán chuyện này chuyện kia, vậy cái gì đang tính toán suy nghĩ? Đó là tâm. Có những lúc mà chúng ta sống trong cuộc sống này, chúng ta gặp những cái cảnh trái ý nghịch lòng, chúng ta nổi sân đùng đùng lên, vậy cái gì đang nổi sân? Tức là tâm chúng ta đang nổi sân. Thì khi chúng ta thấy những cái cảnh đẹp, chúng ta lại thích thú, chúng ta ham muốn, vậy cái gì ham muốn, cái gì thích thú? Tức là tâm chúng ta đang thích thú, tâm chúng ta đang ham muốn. Thì tâm là chúng ta phải hiểu như vậy. Thì cái danh từ chitta cũng chỉ cho tâm, tức là chỉ cho tất cả tâm. Tâm tức là biết cảnh. Còn chữ viññāṇa cũng chỉ cho tâm, tức là chỉ cho thức, biết một cách đơn thuần. Còn chữ mano gọi là, cũng chỉ cho tâm, gọi là ý. Nếu còn dạy rằng ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, nếu ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Thì ý ở đây là chữ mano cũng chỉ cho tâm, tức là những cái tâm mà chúng ta tạo tác, chúng ta muốn làm cái này, chúng ta muốn làm cái kia, chúng ta ghét cái nọ, chúng ta thích cái kia, thì cái những cái thích và cái ghét nó thuộc về tâm. Thì ở đây Đức Phật mới dạy rằng niệm tâm trên tâm, hay được gọi là quán tâm trên tâm, tức là chúng ta lấy tâm làm đối tượng để chúng ta quan sát. Một lát nữa đây chúng tôi sẽ trình bày những loại tâm để cho các Phật tử chúng ta biết để chúng ta quan sát. Thì cái chi pháp đầu tiên mà chúng ta phải cần hiểu, Đức Phật dạy rằng quán tâm trên tâm, là chúng ta phải hiểu lấy tâm làm đối tượng, tức là tâm này biết tâm kia. Rồi lên nữa, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm. Thì chữ nhiệt tâm ở đây đó chỉ do cái sự tinh tấn. Chúng ta tu tập tứ niệm xứ là chúng ta phải có sự siêng năng. Chúng ta muốn chánh niệm mình nó được liên tục thì chúng ta phải có sự siêng năng. Chúng ta muốn trí tuệ phát sanh thì chúng ta phải có sự siêng năng. Và chúng ta muốn đạt được những tầng tuệ thì chúng ta cũng phải có sự siêng năng. Và nếu mà chúng ta lười biếng thì niệm chúng ta không được an trú. Mà chúng ta lười biếng thì chúng ta không có thể nào phát triển đi sâu vào tâm linh mà niệm định tuệ có thể phát sinh được. Nên ở đây chúng ta phải cần có sự siêng năng, tức là sự nhiệt tâm. Thì cái sự tinh tấn ở đây đó, chúng ta phải cần hiểu, Đức Phật dạy cho chúng ta phải cần hiểu được ý nghĩa, tức là chánh tinh tấn. Cái sự siêng năng đó, ở ngoài thế gian đó,
cái sự siêng năng đó không không phải là cái sự siêng năng trong cái cách chúng ta tu tập tới niệm xứ. Chẳng hạn như các vị muốn làm cái việc đó, các vị muốn có tiền nhiều, với cái tâm tham của các vị đó, các vị mong mỏi để đạt đến, các vị thức khuya dậy sớm, các vị với cái sự siêng năng như vậy, mà nếu không có thành đạt được cái ý muốn của các vị thì các vị sẽ bực mình sân hận. Thì cái sự siêng năng đó không phải thuộc về chánh tinh tấn. Mà cái sự chánh tinh tấn ở đây đó, tức là chúng ta siêng năng tinh tấn để chúng ta loại bỏ bất thiện pháp, và chúng ta siêng năng tinh tấn mà khi bất thiện pháp nào sanh khởi là chúng ta phải siêng năng chúng ta loại trừ. Và chúng ta siêng năng tinh tấn những thiện pháp nào chưa có chúng ta phát triển, và chúng ta siêng năng tinh tấn để chúng ta gìn giữ những thiện pháp đã có, và chúng ta phát huy cho những cái thiện pháp chúng ta được sung mãn và lớn mạnh. Như vậy được gọi là chánh tinh tấn, tức là cái sự siêng năng. Thì trong lúc mà chúng ta thực hành đó, khi mà chúng ta quan sát về thân, thọ, tâm hay là pháp, thì cái sự siêng năng ở đây không phải là chúng ta chú tâm. Cái sự chú tâm đó không phải là siêng năng. Mà chúng ta siêng năng đó, chánh tinh tấn đó, tức là chúng ta phải có một cái sự tinh tấn liên tục, tức là sáng chúng ta thức dậy đến tối chúng ta đi ngủ, đi đứng nằm ngồi trong phút giây nào thì chúng ta cũng phải an trú vào chánh niệm, chúng ta siêng năng trong chánh niệm. Như vậy được gọi là nhiệt tâm, gọi là chánh tinh tấn. Và khi mà chúng ta chánh niệm đó, chúng ta có sự siêng năng đó, tức là ở đây chúng ta phải cần hiểu. Chẳng hạn giờ chúng tôi cho một ví dụ, trong lúc chúng ta đang hành thiền mà chúng ta siêng năng để chúng ta an trú vào thân, thọ, tâm, pháp, thì như vậy bất thiện không thể sanh khởi được. Tại vì chúng ta đang có sự nhiệt tâm để chúng ta quan sát thân, thọ, tâm, pháp, chúng ta an trú trong phút giây hiện tại này thì phiền não đâu có phát sanh được, và chúng ta không thể nào phóng túng được. Thì ở đây cái sự siêng năng này á, Đức Phật dạy rằng bất thiện chưa sanh, không thể sanh được. Thì khi mà chúng ta siêng năng như vậy, nhưng mà chúng ta còn phàm, có những lúc thì chúng ta cũng phải bị phóng túng. Thì khi mà bị phóng túng thì chúng ta phải siêng năng, chúng ta lấy đà chánh niệm lại, chúng ta quan sát cái sự phóng túng đó, và chúng ta trở về để chúng ta an trú vào thân, thọ, tâm, pháp. Thì như vậy tức là chúng ta siêng năng để loại bỏ bất thiện pháp, thì cái sự siêng năng này mới gọi là chánh tinh tấn. Rồi khi mà chúng ta đó, loại bỏ bất thiện pháp rồi đó, thì chúng ta an trú trong chánh niệm, thì chánh niệm chúng ta và định tâm chúng ta mỗi ngày nó sẽ có sự liên tục và nó sẽ có sự lâu dài. Thì khi mà chúng ta chánh niệm liên tục, định chúng ta vững và chúng ta có sự hiểu biết đó, thì trong lúc này đó thiện pháp chưa có nó sẽ phát sinh. Thì khi mà chúng ta siêng năng như vậy thì cái chánh niệm chúng ta nó kéo dài đó, thì đó là thiện. Và định chúng ta nó sẽ an trú, nó cũng thuộc về thiện. Thì thiện chưa có, bây giờ nó sẽ có. Và khi mà chúng ta siêng năng như vậy đó, thì những cái thiện pháp đó, lâu ngày nó sẽ sung mãn và nó lớn mạnh. Thì đây chúng ta phải cần hiểu chánh tinh tấn ở đây không phải là do cái lòng tham của chúng ta, mà chúng ta có sự nhiệt tâm, chúng ta siêng năng trong sự tu tập thân, thọ, tâm và pháp bằng cái cách quân bình, bằng cách liên tục, nhưng mà không có sự gọi là chú tâm, hay là chúng ta dùng nhiều quá, nhiều năng lượng quá. Thì chúng ta phải hiểu vậy, chứ không phải là tinh tấn là chúng ta vô rồi chúng ta ngồi chúng ta chú tâm vào một cái đề mục, rồi chúng ta siêng trong một tiếng đồng hồ đó chúng ta chú nhiều quá, qua cái thời sau là chúng ta bị đơ người, là chúng ta không có thể nào tu tập được nữa. Thì cái sự tinh tấn như vậy nó không phải là chánh tinh tấn. Giống như cái người mà chạy marathon á, thì không phải là dùng hết sức của mình mà giữ một cách quân bình, tại chạy cái đường dài mà, thì không có dùng nhiều năng lượng quá. Thì cái sự tinh tấn chúng ta cũng vậy. Cho nên sẽ thấy rằng có một số người chúng ta đó, chưa hiểu cái sự tinh tấn, chúng ta vào chúng ta cứ chú tâm vào cái đề mục, rồi chúng ta cố gắng quá đó, rồi tâm chúng ta nó bị đơ và chúng ta bị căng thẳng này, cái đó chúng ta không còn tu thiền được nữa. Mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ là chúng ta phải quan sát từ sáng đến chiều, tức là cái sự siêng năng liên tục vậy. Mà chúng ta phải có chánh tinh tấn thì chúng ta mới quan sát được cái gì. Mà chánh tinh tấn nó thuộc về tâm thiện mà chúng ta quan sát với sự siêng năng đúng thì
cái thân tâm chúng ta nó rất là thoải mái, rất là an lạc. Rồi lên nữa Đức Phật dạy rằng chánh niệm có nhiều cái danh từ để mà chỉ cho chánh niệm. Khi rằng tuy rằng khác danh từ nhưng mà đồng nghĩa, chẳng hạn như chúng ta nghe những danh từ, những cái chữ như là quan sát hay là ghi nhận hay là theo dõi, thì những cái từ này cũng chỉ cho cái sự chánh niệm. Thì chánh niệm ở đây chúng ta phải cần hiểu là khi nào chúng ta quan sát hay là chúng ta ghi nhận bằng cái thái độ không có tham, không có sân và không có si. Chúng ta biết đối tượng một cách rõ ràng, không có lẫn lộn, mà biết trong lúc đó không có tham, không có sân, với sự bình an như vậy được gọi là chánh niệm. Còn trong lúc mà chúng ta biết mà chúng ta dính mắt thì cái đó nó không thuộc về chánh niệm. Hay là chúng ta biết, chúng ta nhìn mà tâm chúng ta khởi lên cái sự sân hận thì trong lúc đó không phải là chánh niệm. Vì tất cả tâm nó đều biết đối tượng, nó đều biết được đối tượng, nó đều quan sát được đối tượng. Trong lúc các vị khởi tâm tham, các vị vẫn có thể quan sát một bức tranh đẹp, thì cái sự quan sát bằng cái tâm tham, bằng cái sự thích thú đó, cái sự quan sát nó không phải là chánh niệm. Cái biết đó là tham, nó đang biết. Rồi trong lúc đó, chúng ta thấy một cái người chúng ta ghét mà chúng ta nhìn họ, chúng ta quan sát họ đó, tâm chúng ta nổi nóng đùng đùng, cái sự quan sát, cái sự biết nó không phải là chánh niệm, mà trong lúc đó chúng ta đang biết bằng cái sự sân tâm. Thì khi mà chúng ta đó hiểu rằng chánh niệm ở đây Đức Phật dạy rằng chúng ta biết nhưng mà chúng ta không có tham, không có sân, mới được gọi là chánh niệm. Nếu như chúng ta quan sát những đối tượng đó mà chúng ta biết một cách rõ ràng, một cách khách quan, như là mà chúng ta không có tham, không có sân, như vậy được gọi là chánh niệm. Nên một lát nữa chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các vị hiểu như thế nào gọi là chánh niệm trong lúc mà chúng ta thực hành. Rồi lại nữa Đức Phật dạy rằng tỉnh giác. Tỉnh giác ở đây nó thuộc về tuệ. Thì tuệ đó thì chúng ta phải hiểu theo có bốn ý nghĩa, có bốn cách. Nhưng mà ở đây trên phương diện pháp hành đó, thì chúng tôi chỉ đề cập đến cái cách mà chúng ta tu tập trong lúc chúng ta hành thiền thôi. Tức là chánh kiến tỉnh giác. Thì như thế nào gọi là chánh kiến tỉnh giác? Thì người cư sĩ chúng ta thực hành tứ niệm xứ mà chúng ta có tà kiến thì chúng ta không tu tứ niệm xứ được. Đức Phật dạy rằng trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật dạy rằng ví như cọng rau, lúa mì, lúa mật đặt sai hướng, có một người dùng tay hoặc chân đụng vào tay chân người đó có thể chảy máu, điều này không thể xảy ra. Vì sao vậy? Vì cộng rau lúa mì lúa mạch đặt sai hướng. Như thế nào cũng vậy, vị tỳ kheo tu tập mà tâm đặt sai hướng để đâm thủng vô minh làm minh sanh khởi, điều này không thể xảy ra. Vì sao vậy? Vì tâm của vị tỳ kheo đặt sai hướng. Rồi nữa Đức Phật dạy rằng ví như cộng rau lúa mì đặt đúng hướng, có một người dùng tay hoặc chân đụng vào và tay chân của người đó có thể chảy máu, điều này có thể xảy ra. Như thế nào cũng vậy, nếu tâm của vị tỳ kheo mà đặt đúng hướng, làm cho đâm thủng vô minh, minh sanh khởi, điều này có thể xảy ra vì tâm vị tỳ kheo đặt đúng hướng. Thì chúng ta tu tập tứ niệm xứ mà chúng ta chưa có sự hiểu biết, chúng ta không thể tu tứ niệm xứ được. Chúng ta tu thiền định thì rất là dễ. Chúng ta chỉ tập trung vào cái đề mục để chúng ta phát triển ánh sáng rồi chúng ta nhập thiền thôi. Nhưng mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ để cho cái tuệ phát sanh, để chúng ta nhận diện được vô thường khổ vô ngã, thì chúng ta phải có sự hiểu biết. Thì khi chúng ta có sự hiểu biết thì cái tâm chúng ta nó sẽ khuynh hướng về cái đó. Mà chúng ta lâu ngày cái sự hiểu biết chúng ta nó sẽ bừng sáng, nó sẽ phát triển tốt. Thì như thế nào gọi là tỉnh giác? Như thế nào gọi là chánh kiến tỉnh giác? Ví dụ người cư sĩ chúng ta ở đây, chúng ta tu niệm tâm, thì trong lúc có tâm tham hay là tâm vô tham, hay là tâm sân hay là tâm vô sân, thì trong lúc này chúng ta biết rằng chỉ là đối tượng thôi, nó chỉ là tâm thôi, nó không có liên quan gì đến tôi hết. Thì khi mà chúng ta có sự hiểu đúng
chúng ta cài đặt tâm sẵn như vậy đó, thì tâm chúng ta nó sẽ không có sự can thiệp trong đó, và tâm chúng ta nó sẽ chấp nhận và nó chỉ có bổn phận quan sát. Và trong lúc mà chúng ta quan sát như vậy đó, đấy là cái thái độ mình đúng, và lâu ngày cái tuệ nó sẽ phát sanh, nó hiểu không có ai trong đó. Hay là trong lúc mà chúng ta tu tập về thân quán niệm xứ đó, thì chúng ta phải có chánh kiến tỉnh giác. Trong lúc đi, trong lúc này chỉ có thân đi, không phải là tôi đi. Trong lúc ngồi, chỉ có thân ngồi, chứ không phải là tôi ngồi. Trong lúc đứng, chỉ có thân đứng, không phải là tôi đứng. Trong lúc nằm, chỉ có thân nằm, không phải là tôi nằm. Chỉ có sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi và sắc nằm. Thì khi chúng ta có một cái sự hiểu như vậy đó, gọi là chánh kiến tỉnh giác. Chứ giờ chúng ta chưa có thông tin đúng, chúng ta chưa có sự hiểu đúng, mà chúng ta tu tập trong lúc đi, chúng ta nghĩ rằng tôi đang đi, đó là một tà kiến. Trong lúc chúng ta đang đứng, chúng ta nghĩ rằng tôi đang đứng, đó là một tà kiến. Trong lúc chúng ta nằm, chúng ta nghĩ rằng tôi đang nằm, đó là một cái tà kiến. Hay là chúng ta đó, niệm tâm trong lúc mà chúng ta đang có sự suy nghĩ, chúng ta nghĩ rằng tôi đang suy nghĩ, đó là một tà kiến. Hay là chúng ta tu niệm thọ, trong lúc đau chúng ta nghĩ rằng tôi đang đau, đó là một tà kiến. Khi mà chúng ta quan sát cái đau, chúng ta biết rằng trong lúc này chỉ có cảm giác thôi, chỉ là đối tượng thôi, không có liên quan tới mình hết. Chúng ta tu là chúng ta phải có thông tin đúng. Thì chánh kiến tỉnh giác là chúng ta phải cần hiểu. Thì ở đây đó, chúng ta tu tập tứ niệm xứ, dù thân, thọ, tâm hay là pháp, thì chúng ta quan sát, chúng ta biết đây là những đối tượng, là hiện tượng. Nó không phải của tôi, nó không liên quan với tôi cả, mà nó chỉ là đối tượng, hiện tượng để giúp cho mình quan sát cái sự diễn tiến của nó, về cái bản chất của nó, và nó đến và đi như thế nào. Như vậy tức là chúng ta có chánh kiến tỉnh giác. Rồi lên nữa, Đức Phật dạy tiếp rằng để chế ngự tham mưu ở đời. Thì chữ ở đời ở đây đó, chữ lâu cá là chỉ cho năm uẩn hay là sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, tức là chỉ cho sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là chỉ cho cái thân mình, thọ, tưởng, hành và thức chỉ cho cái tập của chúng ta, chỉ cho thân và tâm. Thì thường thường là chúng ta đó, tham và sân. Trong đời sống này chúng ta sống bằng tham, bằng sân không? Thấy cảnh đẹp là tham, thấy cảnh xấu là sân. Thì giờ Đức Phật có dạy rằng tu tập tứ niệm xứ để chế ngự tham mưu ở đời. Nên khi chúng ta quan sát, chúng ta an trú vào thân, thọ, tâm và pháp bằng chánh niệm đó, thì tham không có mặt, sân không có mặt, thì chúng ta sẽ chế ngự được tham mưu ở đời. Đó là sự trình bày về cái cách mà người, để cho người cư sĩ chúng ta hiểu về cái phương pháp về tâm quán niệm xứ. Thì ở đây Đức Phật dạy rằng vị tỳ kheo sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham mưu ở đời. Và chúng ta phải cần hiểu như vậy. Và bây giờ sẽ trình bày về cái phương pháp tâm quán niệm xứ tiếp theo. Và chúng tôi sẽ trình bày một cách chi tiết để cho người cư sĩ chúng ta hiểu những loại tâm nào để chúng ta quan sát, để chúng ta phân biệt được tâm thiện và tâm bất thiện, tâm tốt và tâm xấu. Ở đây Đức Thế Tôn ngài dạy rằng khi vị tỳ kheo có tham, biết rõ rằng tâm đang có tham. Khi vị tỳ kheo tâm không có tham, biết rõ rằng tâm không có tham. Khi vị tỳ kheo có sân, biết rõ rằng tâm đang có sân. Khi vị tỳ kheo tâm không có sân, biết rõ rằng tâm không có sân. Khi tâm có si, biết rõ rằng tâm có si. Khi tâm không có si, biết rõ rằng tâm không có si. Khi tâm tán loạn, biết rằng tâm đang bị tán loạn. Tâm bị co rút, biết rằng tâm đang bị co rút. Tâm không đại hành, biết rằng tâm không đại hành. Tâm đại hành, biết rằng tâm đại hành. Tâm hữu hạn, biết rằng tâm hữu hạn. Tâm vô thường, biết rằng tâm vô thường. Tâm có định, biết rằng tâm có định. Tâm không định, biết rằng tâm không có định. Tâm giải thoát, biết rằng tâm giải thoát. Và tâm không giải thoát, biết rằng tâm không giải thoát. Như vậy là vị tỳ kheo sống quán tâm trên nội tâm, sống hay là vị tỳ kheo sống quán tâm trên ngoại tâm, hay sống quán tâm trên nội tâm ngoại tâm, hay sống quán tánh sanh khởi trên tâm, hay sống quán tánh
diệt tận trên tâm, hay sáu quán tánh sanh diệt trên tâm, có tâm đây vị ấy an trú chánh niệm, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa chấp trước vật gì ở đời. Như vậy là vị tỳ kheo sống quán tâm trên tâm. Bây giờ sư sẽ trình bày từ loại tâm một cho hội chúng chúng ta hiểu mà chúng ta quan sát về tâm. Vì trong thời sống của chúng ta đó thì lúc nào cũng có tâm cả, nhưng mà chúng ta không biết cách để chúng ta quan sát thôi. Thì khi mà chúng ta hiểu được tâm á, như thế nào là chúng ta phải tập quan sát tâm, và chúng ta mới phân biệt được những tâm nào là tâm bất thiện và tâm nào là tâm thiện. Tâm thiện thì chúng ta phát triển, và tâm bất thiện thì chúng ta phải cần loại trừ, chúng ta loại bỏ. Thì ở đây đó, Đức Phật dạy chúng ta đó, khi vị tỳ kheo có tham, biết rõ rằng tâm đang có tham. Vậy ở đây đó, khi mà chúng ta hiểu về Phật giáo thì Đức Phật dạy rằng đó, đối với phàm phu chúng ta thì ai cũng có tham cả. Tới vị Thánh A-la-hàm vẫn còn tham. Nhưng mà đối với bậc thánh, cái tham của các ngài, cái tham rất là vi tế, cái tham thông thường. Còn đối với phàm phu chúng ta, nó tham thì nó đa dạng. Tham ác có, tham thông thường có, và cái tham nó rất là thô tháo. Nên trong đời sống của chúng ta, cái phiền não tham này nó cũng làm chúng ta phiền tối đau khổ. Ở đời này có những người mà họ với cái tâm tham khởi sanh, họ có thể đột nhập nhà người khác để họ lấy tài sản. Đó là tâm gì? Đó là tâm tham. Ở đời này có những chúng sanh mà họ khởi cái dục nhiễm, họ đi đến vợ người hay là đi đến chồng người để phá hoại gia can người khác. Đó là tâm gì? Đó là tâm tham. Thì những cái tâm này thuộc về tham ác. Thì suy nghĩ rằng đối với cư sĩ chúng ta tu tập thì chúng ta không có những cái loại tham này. Chúng ta không có lấy đồ của ai, hay là chúng ta không có phá hoại gia can người khác. Thì đây đó, nếu mà chúng ta tu tập tâm quán niệm xứ là chúng ta phải thấy được cái bản chất của tâm tham. Từ cái tâm tham ác cho đến những cái tâm tham thông thường, chẳng hạn như là chúng ta đi du lịch, chúng ta thấy cảnh đẹp chúng ta cũng thích, nó cũng là tham. Chúng ta thích ăn món này món kia cũng là tham. Chúng ta ở trong một căn nhà sang trọng có máy lạnh mát mẻ, hay là chúng ta đi du lịch chỗ nào đó, cái môi trường nó cảm thấy nó hợp với thời tiết, với cơ địa của mình thích, nó cũng là tham. Chúng ta đi chợ, chúng ta thích mua cái này cái kia cũng là tham. Thì nói chung cái tham nó rất là đa dạng. Thì những cái tham thông thường á, thì nói chung chúng ta là một hành giả tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta cũng phải cần quan sát. Thì cái tâm tham á, trong những trường hợp nào mà chúng ta dễ quan sát nó, chẳng hạn giờ các Phật tử chúng ta ngồi đây đó, thì chúng tôi nghĩ rằng không có tham. Tại trong lúc này chúng ta đâu có thấy cảnh đẹp đâu mà tâm tham sanh khởi. Đâu có ai khen chúng ta đâu mà chúng ta khởi tâm tham. Thì trong lúc này chúng ta đang nghe pháp thì tâm tham nó không sanh khởi. Thì tâm tham nó cũng đủ duyên nó sanh. Nên khi nào nó có chúng ta mới quan sát, chứ không phải là chúng ta đi kiếm tâm tham. Giờ chúng tôi cho một ví dụ, giống như cái tiếng của chuông chùa đó. Khi nào có các sư đến cầm cái dùi và đánh vào cái chuông thì nó phát ra tiếng chuông, thì khi đó cái tiếng chuông nó mới xuất hiện. Nhưng mà cái tiếng chuông nó không có nằm sẵn trong cái dùi chuông và cái chuông. Khi nào đủ duyên thì cái tiếng chuông nó sẽ phát sanh. Thì chúng ta cũng vậy, khi tâm tham sanh khởi đó, thì nó phải đủ duyên nó sanh, chứ không phải nó có sẵn, nó nằm sẵn trong tâm mình. Tức là gặp cảnh thì nó sẽ sanh. Thì trong những trường hợp nào có thể chúng ta quan sát tâm tham, các vị đang đói bụng, các vị đi lên bàn ăn, đang ngồi chờ chúng ta nhìn thức ăn đó, hay là chúng ta đi chúng ta lấy đồ ăn đó, những cái món nào chúng ta thích đó, thì tâm tham chúng ta có thể nó sanh khởi. Thì khi tâm tham nó sanh khởi đó, nó sẽ điều khiển con mắt mình sẽ nhìn tới cái món ăn đó, và nó điều khiển cái tay mình phải gấp cái món đó nhiều. Thì đó là tâm tham đang điều xử đó. Thì trong lúc đó chúng ta là hành giả tu tập tâm quán niệm xứ là chúng ta phải quan sát cái trạng thái tâm thích thú đó. Có những loại tâm tham mà chúng ta lại thích thú, chúng ta vui nè, và có những loại tâm tham nó vi tế hơn, chúng ta thích thôi chúng ta không có vui.
những thứ gì mà chúng ta cảm thấy thích thú nhiều á, chúng ta mới vui. Tức là tâm tham đó là nó thô, còn có những tâm tham nó vi tế, chúng ta thích thôi chứ chúng ta không có vui. Thì cái tâm tham này đó thì nó khó thấy hơn. Thì chúng ta hành thiền đó, thì tới giờ ăn đó, chúng ta muốn thấy được tâm tham đó thì chúng ta phải cần quan sát. Trước khi ăn là các vị phải chánh niệm, hay là trước khi lấy đồ ăn chúng ta phải quay về nội bên trong, chúng ta coi cái tâm mình trong lúc này suy nghĩ như thế nào, nó ham muốn như thế nào, nó muốn lấy cái món đó như thế nào, thì chúng ta phải cần quan sát. Thì trong những trường hợp này suy nghĩ rằng chúng ta dễ dàng để phát hiện được tâm tham. Thế bây giờ chúng ta đang ngồi thiền, chúng ta đâu có thấy cái gì đẹp, nghe cái gì hay đâu mà tâm tham khởi lên. Thì chúng ta phải nhớ, trong lúc chúng ta sống trong cuộc đời này đó, chúng ta đụng cảnh thì tâm tham nó sanh khởi. Trong những trường hợp mà khi chúng ta ngồi, chúng ta nhớ tưởng lại những kỷ niệm nào vui, hay là chúng ta nhớ cái món ăn đó, hay là chúng ta nhớ về một con người đó, thì khi đó tâm tham nó mới sanh. Thì nếu mà chúng ta ngồi có những cái vấn đề này nó xảy, nó hiện ra, thì chúng ta không phải tập quan sát tâm tham. Thì đây Đức Phật dạy rằng khi vị tỳ kheo có tham, biết rõ rằng tâm đang có tham. Thì cái tâm tham á, chúng ta đó là cái hành giả tu tập á, chúng ta tu tập tứ niệm xứ đó. Nếu mà chúng ta không có chánh niệm đó, thì khi tâm tham sanh khởi đó, thì chúng ta sẽ đồng với cái tâm tham, và tâm tham nó sẽ điều khiển mình, nó sai sử mình, thân mình làm miệng nói và ý suy nghĩ. Tức là chúng ta tạo nghiệp tham, chúng ta sẽ làm khổ mình, khổ người khác. Còn khi chúng ta có tu tập tứ niệm xứ, tâm tham vừa sanh khởi, chúng ta quan sát lấy cái sự dính mắc đó như thế nào, cái sự thích thú đó như thế nào, chúng ta quan sát thì chúng ta sẽ thoát khỏi tâm tham, và cái cường độ tâm tham nó sẽ yếu xuống. Và chúng ta quan sát bữa nay đó nó khác, ngày mai nó khác, và chúng ta quan sát thường đó thì cái cường độ mỗi ngày nó sẽ giảm xuống. Và mỗi khi tâm tham vừa có mặt là chúng ta ghi nhận được liền, tức là chúng ta không bị tâm tham nó điều xử chúng ta nữa. Thì đây đó, chúng ta tu tập đó là để chúng ta hiểu được cái bản chất của phiền não, và để chúng ta loại trừ nó. Còn bây giờ chúng ta không có hiểu được đó, mà chúng ta cứ nuôi dưỡng cái tâm tham, chúng ta đồng quá rồi chúng ta phát triển đó, thì lâu ngày cái tâm tham nó sẽ lớn mạnh, thì chúng ta sẽ trở thành người đa tham. Mà tham nhiều thì sân nhiều thôi, không có gì lạ cả. Thì ở đây đó, chúng ta tu tập quan sát tâm tham đó, thì nó có hai cái đối tượng. Chúng ta là hành giả mới, nếu mà chúng ta có biết cách chúng ta tu thì chúng ta thấy được có hai cái đối tượng, tức là có những cái tư tưởng nó liên hệ đến tâm tham và cái trạng thái của tâm tham. Chẳng hạn giờ chúng ta vừa lên bàn ăn, chúng ta thấy món đó ngon là cái tâm mình nó thích liền. Có những lúc mình thích mình vui, thì cái thích mà vui đó thì chúng ta thấy nó chưa có qua tư tưởng. Thì chúng ta là cái người hành giả tứ niệm xứ, là chúng ta phải quan sát cái trạng thái dính mắc thích thú đó, chúng ta quan sát thì cái cường độ của tâm tham á nó yếu dần, và chúng ta sẽ thấy cái sự tan biến của nó. Và nếu mà chúng ta không có quan sát cái sự thích thú, cái sự dính mắc đó, thì nó sẽ tạo ra cái tư tưởng. Cái tư tưởng là tức là chúng ta suy nghĩ, chúng ta nói rằng mình phải ăn cái món này nhiều một chút, mình phải lấy cái món này, mình sẽ lấy cái món kia. Thì những cái tư tưởng đó nó cũng thuộc về tâm tham. Nhưng mà cái tư tưởng này, tâm tham nó thô hơn là cái trạng thái tâm tham. Thì khi chúng ta tu là chúng ta phải thấy được cái sự dính mắc của tâm tham và cái tư tưởng của tâm tham. Nên đây Đức Phật dạy rằng khi vị tỳ kheo có tham, biết rõ mình đang tham, thì khi đó tâm tham sẽ biến mất, tâm chúng ta trở nên an tịnh. Thì vậy đó, chúng ta ăn trong cái sự bình thản, chúng ta không có dính mắc vào cái thức ăn đó. Đó là cái tâm thứ nhất là chúng ta phải cần quan sát. Chúng ta mà thấy được tâm tham là chúng ta có sự tiến bộ. Rồi lên nữa, Đức Phật dạy rằng khi vị tỳ kheo có tâm vô tham, biết rõ rằng tâm vô tham. Thì cái tâm vô tham nó thuộc về tâm thiện, mà tâm tham nó thuộc về tâm bất thiện. Tại sao cái tâm thiện chúng ta cũng phải cần quan sát? Tại khi mà chúng ta có tâm thiện thì tâm bất thiện nó không có. Tự đó không có tham, không có sân, không có si, không có tà kiến, không có ngã mạn trong đó. Tại mình đang sống với tâm thiện mà.
Mà có thiện thì không có bất thiện, mà có bất thiện thì không có thiện. Có ánh sáng thì không có bóng tối, mà có bóng tối thì không có ánh sáng. Thì tâm thiện giống như ánh sáng vậy đó. Thì trong lúc này không có tâm bất thiện thì chúng ta phải quan sát tâm thiện. Tại chúng ta là những hành giả tu tập tâm quán niệm xứ, là chúng ta phải lấy tâm để chúng ta quan sát. Thì trong lúc này đâu có tâm bất thiện đâu, thì chúng ta phải quan sát tâm thiện. Thì tâm vô tham là trong những trường hợp nào chúng ta dễ nhận biết tâm vô tham? Chẳng hạn giờ trong lúc mà người cư sĩ chúng ta đó, có thể mình cho người ta cái này, hoặc là chúng ta giúp đỡ người khác, hay là chúng ta đi làm từ thiện đó, trong lúc mà chúng ta có tài sản mà chúng ta san sẻ đó, thì trong lúc đó chúng ta biết rằng cái tâm vô tham. Tại vì tâm tham là dính mắc vào tài sản, bám chặt, chúng ta không muốn buông lìa, chúng ta không thể cho người khác được. Mà tâm vô tham tức là chúng ta sẽ không có dính mắc, chúng ta sẵn sàng cho người khác. Thì cái trạng thái tâm vô tham là trong lúc chúng ta san sẻ tài sản cho người khác. Hay là trong lúc mà, trong lúc nào chúng ta có thể quan sát cái tâm vô tham? Chẳng hạn giờ đó, cái cặp tham mà vô tham á, thì chúng ta phải nhận diện. Chẳng hạn giờ chúng ta lên ăn mà chúng ta thích cái món đó, cái chúng ta quan sát, cái chúng ta ghi nhận, chúng ta thấy cái tâm tham mà nó giảm dần và nó biến mất. Khi đó chúng ta nhìn lại cái món ăn đó mà tâm chúng ta vẫn bình thản, một cách an tịnh thoải mái. Chúng ta vẫn thấy cái đồ ăn đó mà tâm chúng ta không có sự thích thú trong đó. Thì cái trạng thái này gọi là trạng thái tâm vô tham. Thì trong lúc này chúng ta cũng phải cần quan sát. Tại khi chúng ta lấy cái bản chất tâm vô tham làm đối tượng á, thì cái sự an tịnh đó chúng ta quan sát, thì chúng ta ghi nhận, thì chúng ta cũng thấy cái sự an tịnh này nó biến mất và nó trợ tạo tiếp tục cho cái chánh niệm chúng ta nó mạnh mẽ hơn nữa, và cái tâm vô tham tiếp tục nó sẽ phát triển. Tại khi mà chúng ta tu tập á, tâm thiện mà chúng ta ghi nhận đó, thì tâm thiện tiếp tục nó sanh lại. Còn khi mà tâm bất thiện mà chúng ta quan sát, tâm bất thiện nó sẽ biến mất, nó nhìn, nó nhường lại cho tâm thiện. Còn tâm thiện mà chúng ta phát hiện đó, thì tâm thiện nó sẽ hỗ trợ tiếp theo cho tâm thiện khác sanh lên, và thiện trợ cho thiện. Thì khi mà tâm vô tham á, nếu mà chúng ta không ghi nhận đó, thì tâm chúng ta nó sẽ bị tán loạn và tâm bất thiện nó sẽ chen vào. Hay là cái tâm ngã mạn hay tà kiến, nó nghĩ rằng cái tâm vô tham là của mình, thì như vậy phiền não nó sẽ phát sanh. Thì khi tâm vô tham, chúng ta cũng phải cần quan sát tâm vô tham. Đó là cái cặp thứ nhất chúng ta phải cần hiểu. Rồi kế tiếp nữa là Đức Phật dạy khi vị tỳ kheo có sân biết rõ rằng tâm đang có sân. Tâm sân trong lúc này thì sẽ nghĩ chúng ta không có, chúng ta đang ngồi đây thì không có. Nhưng mà tâm sân á, chúng ta muốn quan sát nó trong những trường hợp nào? Trong đời sống của chúng ta đó, mà những cái nghịch cảnh nó đến, hay là người khác họ chửi mình, họ hại mình, hay là họ xài xẻ chúng ta đó, thì cái đó chúng ta phải cần quan sát tâm sân. Khi đó tâm sân nó rất là nổi bật, nó sanh khởi là một cách giận dữ, khó chịu, mặt chúng ta có thể là bừng đỏ, đầu chúng ta có thể căng thẳng, tim chúng ta có thể đập rất là mạnh. Thì chúng ta thấy tâm sân tức là trong những lúc nào có những trường hợp nó không có hài lòng, nó không có thuận ý với chúng ta, thì chúng ta sẽ khởi cái tâm sân. Hay là giờ chúng ta muốn quan sát tâm sân đó, chúng ta muốn thấy được tâm sân nó dễ lắm. Các vị mà gặp cái người mà các vị không có thích đó, cái người mà họ thường chửi các vị, thì trước khi mình chưa có tu tập mà mình đã có, mình với người đó có một cái sự quan trái với nhau, thì giờ mình gặp lại thế nào cái tâm sân mình nó cũng nổi lên à. Thì giờ trong lúc đó cái tâm chúng ta khởi lên sự nóng giận, bực mình, khó chịu đó. Thì Đức Phật mới dạy chúng ta khi vị tỳ kheo có sân biết rõ mình đang có tâm sân. Thì khi mà chúng ta đó có tu tập tâm quán niệm xứ, thì tâm sân sanh khởi, chúng ta sẽ thoát khỏi tâm sân, chúng ta lấy tâm sân để chúng ta quan sát. Thì khi chúng ta quan sát tâm sân thì cái cường độ nó sẽ giảm xuống. Chúng ta quan sát nhiều lần thì cái cường độ tâm sân nó sẽ giảm dần. Và chúng ta quan sát nhiều lần đó, thì tâm sân nó lâu ngày nó sẽ biến mất. Còn nếu mà chúng ta không có tu tập tâm quán niệm xứ đó, khi tâm sân bùng phát, chúng ta sẽ đồng hóa với tâm sân và tâm sân sẽ sai sử chúng ta từ cái hành động, lời nói và tư tưởng.
Có thể là mình chửi người khác, hoặc là mình đánh người khác, hay là những cái tư tưởng mình muốn hại người khác, hay là chúng ta muốn nói những cái lời ác độc với người khác. Thì nói chung cái tâm sân á, nó đều xử chúng ta là chúng ta, những cái hành động chúng ta thô tháo. Thì ở đây suy nghĩ rằng chúng ta là còn phàm phu á, thì có những người thì sân nhiều, có những người sân ít, nhưng mà ai cũng có cả. Và chúng ta tu tập lâu ngày, chúng ta thấy từ cái sân nó thô tháo cho đến cái sân nó vi tế là chúng ta chỉ phản ứng đối tượng thôi là chúng ta đã sân. Và khi chúng ta tu tập tâm quán niệm xứ lâu ngày đó, chúng ta ghi nhận, chúng ta mới thấy được cái sự đau khổ của tâm sân, nó làm cho mình nó bị nóng đốt như thế nào, nó tác động đến thân thể mình. Và trong đời sống bây giờ đó, sẽ thấy rằng những người mà bị chết, bị trầm cảm, bị ảnh hưởng tới thần kinh, bị u sầu khóc lóc là cũng do tâm sân. Chúng ta buồn bã cũng do tâm sân. Thì giờ chúng ta đó hiểu được lời Đức Phật dạy, chúng ta muốn giải tỏa được phiền não tâm sân đó, thì bằng cách là chúng ta quan sát. Khi tâm sân sanh khởi đó, thì chúng ta lấy nó làm đối tượng, chúng ta hiểu rằng đây cũng là đối tượng để mình quan sát một cách thư giãn thoải mái. Chúng ta thoát khỏi tâm sân và cái cường độ tâm sân nó sẽ giảm và nó sẽ biến mất. Và chúng ta cứ quan sát nhiều lần thì cái tâm sân nó càng yếu đi và nó không có cơ hội để sanh khởi. Đó là cách chúng ta tu tập. Nên sư muốn chia sẻ để cho hội chúng mình trong đời sống mà có những cái gì chúng ta không hài lòng đó, chúng ta khó chịu, là chúng ta phải tập trở về nhìn cái sự khó chịu đó liền. Chúng ta nhìn cái sự bức xúc đó liền để chúng ta nhận diện được phiền não. Và cái sự phiền não đó nó làm chúng ta đau khổ và người khác đau khổ. Thì cái tâm sân quan sát đó, chúng ta cũng phải tập quan sát. Nó có hai cái đối tượng để chúng ta quan sát. Thứ nhất là cái sự bức xúc, cái sự khó chịu của tâm sân. Thứ hai là cái tư tưởng mà do tâm sân nó tạo ra. Chẳng hạn giờ quý vị vừa gặp một cái người các vị ghét, vừa nhìn cái là cái tâm mình nó bức xúc liền. Bức xúc nó nóng đốt, nó khó chịu liền. Thì giờ chúng ta là hành giả tứ niệm xứ là chúng ta trở về trong. Chúng ta quan sát cái sự bức xúc đó, cái sự khó chịu đó. Và khi mà chúng ta quan sát sự bức xúc khó chịu đó thì nó sẽ mất. Còn nếu mà chánh niệm chúng ta yếu thì nó bắt đầu nó sẽ tạo ra những cái tư tưởng. Cái người này đã từng hại ta, cái người này là cái người ác, cái người này là cái người tàn bạo, cái người này là người không có ý thức. Tức là cái tư tưởng mà do tâm sân nó diễn đạt đó, tức là nó để nhìn cái lỗi người khác, để làm cho cái cường độ tâm sân nó sẽ phát triển tốt, mạnh. Ở đây chúng ta là hành giả tu tâm quán niệm xứ đó, chúng ta thấy cái sự bức xúc, chúng ta thấy được cái tư tưởng của tâm sân. Để chúng ta tập, chúng ta quan sát. Thì khi chúng ta quan sát á, chúng ta thấy được tư tưởng của tâm sân và cái sự bức xúc của tâm sân, thì những cái tâm này nó sẽ yếu dần. Thì nếu mà chúng ta quan sát mà chúng ta thất bại, chúng ta cứ tiếp tục quan sát, là lâu ngày chúng ta sẽ hiểu được cái bản chất và nó sẽ biến mất. Đó là cái cách mà Đức Phật dạy khi vị tỳ kheo có sân, biết rõ mình đang có sân. Rồi kế tiếp nữa là tâm vô sân. Tâm vô sân tức là chỉ cho tâm từ. Chúng ta tu tập lâu ngày chúng ta sẽ có tâm từ. Tức là tâm từ mình nhìn người khác, mình khởi lên cái lòng thương, gọi là tâm từ. Tâm từ phải lấy chúng sanh khác làm đối tượng. Chẳng hạn khi các Phật tử chúng ta tu lâu ngày, chúng ta khi chúng ta tham, chúng ta quan sát, chúng ta thấy nó khổ như thế nào và nó hại mình như thế nào. Để khi mà chúng ta sân, tâm sân khởi lên, chúng ta quan sát, chúng ta thấy sự bức xúc, khó chịu, khổ đau, nó làm mình mất ăn, mất ngủ, đủ thứ hết. Để khi mà chúng ta quan sát được rồi đó, rồi sau này chúng ta bớt sống cái phiền não đó. Chúng ta có sự an lạc, chúng ta có sự định tĩnh, chúng ta có sự thoải mái, thì chúng ta nhìn người khác, chúng ta sẽ thương họ. Tại chúng ta nghĩ chúng sanh này không có tu tứ niệm xứ là họ sống với tham sân si thôi. Tức là cái tâm nào sanh khởi họ sống với tâm đó. Và họ sống với phiền não sai sử. Nên chúng sanh này sống trong sự khổ đau. Nên chúng ta có lòng từ. Chẳng hạn giờ các Phật tử chúng ta có những cái căn bệnh, nó hành hạ cái thân thể chúng ta, và chúng ta gặp được cái thầy thuốc giỏi điều trị cho chúng ta, chữa trị cho chúng ta hết bệnh rồi, chúng ta hết cái cơn đau đó,
Rồi sau này chúng ta thấy có những người họ bệnh giống mình đó, họ đang bị những căn bệnh đó hành hạ đó, rồi chúng ta thương, rồi chúng ta nghĩ rằng cái người này đang bị những cái căn bệnh hành hạ thể xác mà xưa kia ta cũng vậy, mà ta được may mắn ta được gặp một bác sĩ giỏi, thầy thuốc hay trị cho ta, bây giờ ta không còn bệnh như vậy nữa, thì mình khởi lên cái tâm thương người kia. Thì như thế nào cũng vậy, khi chúng ta tu tập, chúng ta nhận diện được phiền não, chúng ta cảm nhận được cái sự khổ đau của phiền não rồi đó, thì khi chúng ta thấy những người không có tu tứ niệm xứ rồi chúng ta thương họ, tại vì họ sống trong cái phiền não, và phiền não đang sai sử chúng sanh này, và chúng sanh này không có sự hạnh phúc trong hiện tại và trong những kiếp tương lai. Đến đây đó, cái tâm từ đó, tức là khi mà chúng ta nhìn người khác, chúng ta khởi lên cái lòng thương, chúng ta khởi lên cái lòng thương xót chúng sanh khác với cái tâm từ mát mẻ, thì trong lúc này chúng ta cũng quan sát cái tâm từ đó với tình thương đó, chúng ta biết rõ rằng đây là tâm vô sân. Thì khi mà chúng ta tu tập lâu ngày, chúng ta sẽ có tâm từ. Và khi tâm từ sanh khởi thì Đức Phật dạy chúng ta cũng phải cần quan sát khi tâm vô sân, biết rõ rằng tâm vô sân. Tại khi trong lúc mà chúng ta có tâm từ thì chúng ta không có tâm bất thiện. Trong lúc đó chúng ta không có tham, không có sân, không có si, không có tà kiến, không có ngã mạn. Thì trong lúc này chỉ có tâm từ thôi. Thì chúng ta phải cần quan sát tâm từ. Thì khi mà chúng ta quan sát tâm từ thì tâm từ nó cũng diệt và nó trợ tạo cho tâm chánh niệm chúng ta sắc bén và tâm thiện khác nó sẽ sanh lên. Và lâu ngày chúng ta mới hiểu được rằng cái tâm từ này nó là thiện mà nó cũng thay đổi, nó là vô thường, huống chi nữa là tâm bất thiện. Thì lâu ngày chúng ta đó, bất thiện chúng ta đã nhàm chán rồi, mà thiện thì chúng ta cũng cũng không có dính mắc nữa. Để chúng ta nhận diện được thân và tâm này là pháp hữu vi, nó là vô thường, khổ, vô ngã như thế nào. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta rằng các hành là vô ngã, với tệ quán thấy vậy ly tham được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Tức là cái tâm từ mà chúng ta quan sát, chúng ta cũng thấy cái sự thay đổi nó, để sau này chúng ta mới đạt đến cái lý vô thường, khổ, vô ngã. Còn nếu mà chúng ta lại chấp vào cái tâm từ này của mình thì giờ chúng ta có sống tâm từ đi nữa thì đời sau chúng ta cũng sanh thiên thôi, mà sanh thiên chúng ta vẫn còn luân hồi. Mà cái mục tiêu của chúng ta là gì? Tức là để chúng ta muốn đạt đến niết bàn. Cái thiện của chúng ta tức là chúng ta muốn đạt đến những cái thiện mà để xuất ly khỏi tam giới. Thì khi mà tâm từ sanh khởi là chúng ta phải tập quan sát tâm từ, khi tâm vô sân biết rằng tâm vô sân. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ đề cập đến cái tâm thứ cái cặp thứ ba đó. Tức là Đức Phật dạy rằng khi vị tỳ kheo tâm có si, biết rằng tâm đang có si. Tâm si á, ở đây chúng ta nó phải hiểu rằng trong lúc nào mà có tâm si thì tâm si nói chung thì lúc nào cũng có cả, trừ khi chúng ta sống với tâm thiện thôi. Còn bình thường á, trong lúc nào có tham nó cũng có si trong đó, có sân nó cũng có si trong đó. Thì ở đây tâm si có những lúc chúng ta không có tham, chúng ta cũng có thích gì cả, hay là chúng ta cũng không có bất mãn, không có ghét ai cả. Nhưng mà có những lúc mà chúng ta đi đó, chúng ta đi mà tâm chúng ta nó cứ suy nghĩ cái chuyện gì, nó không ra chuyện gì. Tâm mình nó cứ ngớ ngẩn, nó đi thẫn thờ vậy đó. Thì cái sự ngớ ngẩn thẫn thờ nó cũng thuộc về tâm si, gọi là tâm si phóng dật. Và khi nào mà chúng ta thấy cái tâm chúng ta ngu ngu mà ngớ ngẩn đó, thì chúng ta là cái hành giả tứ niệm xứ, là chúng ta cũng phải quan sát cái tâm đó. Chúng ta quan sát, khi mà chúng ta quan sát chúng ta thấy được cái sự ngớ ngẩn, tâm ngơ ngơ đó, thì chúng ta sẽ quan sát thì nó sẽ tăng biến, và chúng ta hiểu được cái bản chất đó. Để cái tâm si mà nó vi tế hơn nữa đó, tức là chúng ta không có nhận thức được cái bản chất của pháp. Tức là tâm si nó che án đi cái thực tánh pháp. Tức là trong lúc mà thân tâm chúng ta đang hiện hữu, chúng ta quan sát đối tượng đó, mà chúng ta không thấy được cái bản chất của pháp, thì cái bản chất đó nó cũng là trạng thái tâm si. Tức là nó đồng nghĩa vô minh, không, nó che khuất đi, không cho chúng ta thấy được cái thực tánh pháp. Rồi lần nữa tiếp tục Đức Phật dạy rằng á, tâm vô si, tức là cái sự kinh nghiệm, khi nào chúng ta có trí tuệ đó, chúng ta tu một thời gian chúng ta sẽ có sự kinh nghiệm. Chẳng hạn như giờ người cư sĩ chúng ta tu niệm thân, chúng ta ghi nhận phòng xẹp, lâu ngày chúng ta thấy có cái tâm nó đang biết sự phòng xẹp,
Tuệ nó sanh lên, nó thấy rằng có cái tâm đang biết phòng xẹp. Thì trong lúc này chỉ có tâm đang biết đối tượng thôi, chứ không có con người, không có bản ngã, mà nó thấy một cách rõ ràng. Thấy trong lúc này chỉ có tâm đang biết sắc thôi. Thì trong lúc cái sự hiểu đó gọi là tâm vô si đó. Thì khi nào chúng ta có sự kinh nghiệm đó, thì chúng ta biết rằng lúc này tâm vô si đang có mặt. Thì trong lúc đó chúng ta cũng quan sát cái bản chất của tâm vô si đó, cái sự kinh nghiệm đó như thế nào, thì chúng ta không có dính mắc. Và khi mà chúng ta quan sát cái sự kinh nghiệm, cái sự hiểu biết đó đó, thì chúng ta quan sát rồi cái sự kinh nghiệm đó nó trợ tạo tiếp tục cho cái sự kinh nghiệm tâm vô si khác sanh lên. Chứ giờ chúng ta có sự kinh nghiệm, chúng ta thích thú rồi chúng ta lại dính mắc vô đó. Là ngày mai, bữa nay chúng ta kinh nghiệm cái trường hợp nó xảy ra, thì bắt đầu mai chúng ta tu, chúng ta mong cầu muốn xảy ra cái sự kinh nghiệm đó nữa, như vậy nữa. Tức là tâm bất thiện là tâm tham rồi. Thì bây giờ có những cái tâm vô si sanh khởi, tức là cái sự kinh nghiệm đó, thì chúng ta quan sát sự kinh nghiệm đó, chúng ta thấy rằng cái sự kinh nghiệm này cũng đủ duyên nó sanh. Thì bắt đầu cái sự hiểu khác bắt đầu phát triển, nó sắc bén hơn, nó vi tế hơn, và chúng ta sẽ thấy rõ hơn nữa cái tâm vô si tiếp tục sanh khởi. Chúng ta làm cho cái tuệ chúng ta mỗi ngày nó sẽ lớn và sung mãn. Thì ở đây Đức Phật dạy khi chúng ta có sự kinh nghiệm cái tâm vô si đó, thì chúng ta cũng phải quan sát tâm vô si. Trong lúc này chúng ta ngồi đó, chỉ có chánh niệm chứ không có người chánh niệm. Trong lúc này chỉ có tâm biết đối tượng thôi, chứ không phải là tôi biết. Chúng ta hiểu như vậy lâu ngày để chúng ta đạt đến cái lý vô ngã. Đó là cái cặp thứ ba. Và cái cặp thứ tư đó, ở đây sư chỉ trình bày những cái tâm nào mà chúng ta thường sống à, rồi sư sẽ chia sẻ một cách chi tiết cho các Phật tử chúng ta hiểu mà chúng ta tu tập. Rồi lại nữa, Đức Phật giải tiếp rằng khi tâm tán loạn biết rằng tâm đang bị tán loạn. Tâm tán loạn là gì? Tức là chúng ta ngồi thiền đây, chúc chúng ta suy nghĩ chuyện này, chúc chúng ta suy nghĩ chuyện kia, hay là chúc chúng ta mơ mộng cái nọ, hay là chúng ta suy nghĩ về tương lai, hay là chúng ta mơ mộng về quá khứ, hay mơ mộng về tương lai, hay là chúng ta nghĩ về quá khứ. Thì trong những cái trường hợp này đó, thì cái tâm chúng ta thấy chúng ta không có an trú vào cái đối tượng, thì tâm chúng ta đang bị tán loạn. Hay là chúng ta ngồi chúng ta nhớ lại những cái điều lỗi lầm trước kia mà chúng ta đã làm đó, thì tâm chúng ta nó cũng bị chao đảo. Thì trong những trường hợp này, Đức Phật dạy rằng khi vị tỳ kheo có tâm tán loạn biết rằng tâm đang bị tán loạn. Thì cái tâm mà suy nghĩ đâu đó, trong lúc mà chúng ta đang suy nghĩ, chúng ta nghĩ chuyện này chuyện kia, mà trong lúc người cư sĩ chúng ta chánh niệm, chúng ta lấy đó, chúng ta lấy cái tâm này chúng ta quan sát, thì cái đó chúng ta thoát khỏi cái tâm suy nghĩ, và tâm suy nghĩ trở thành cái đối tượng để chúng ta quan sát. Nên khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ, chúng ta đừng sợ suy nghĩ. Để khi mà chúng ta đang ngồi đó, theo dõi hơi thở và phòng xẹp mà suy nghĩ đến, thì chúng ta phải buông cái phòng xẹp suy nghĩ, buông cái phòng xẹp hơi thở ra. Chúng ta lấy cái suy nghĩ chúng ta quan sát. Quan sát suy nghĩ nó cũng thú vị đó. Tại vì mỗi ngày chúng ta sống với suy nghĩ mà. Các bậc thánh các ngài cũng có suy nghĩ, nhưng mà các ngài suy nghĩ điều thiện thôi. Tu Đà Hoàn vẫn còn suy nghĩ. Hay là những vị Tư Đà Hàm, Anh Hàm các ngài vẫn còn suy nghĩ, nhưng mà các ngài suy nghĩ trong tâm thiện. Rồi những vị Anh Hán các ngài vẫn suy nghĩ, nhưng mà các ngài suy nghĩ bằng cái tâm tốt. Chẳng hạn giờ xin lấy thí dụ, các vị Anh Hán các ngài ngồi các ngài suy nghĩ rằng hôm nay ta sẽ đi đến một cái vùng đó để thuyết pháp cho chúng sanh, thì các ngài suy nghĩ các ngài mới đi. Nhưng mà các ngài suy nghĩ bằng tâm tốt, các ngài không có bị dính mắc, các ngài không còn vô minh nữa, thì những cái suy nghĩ này là cái sự suy nghĩ, cái tâm này là cái nô lệ cho các ngài mượn nó để sử dụng thôi. Bây giờ chúng ta tu tập á, không phải là chúng ta diệt suy nghĩ. Nếu mà chúng ta không có suy nghĩ sao chúng ta sống? Chúng ta phải có sự tính toán chứ. Nhưng mà chúng ta quan sát suy nghĩ đó, thì lâu ngày suy nghĩ bất thiện nó sẽ bị biến mất, và suy nghĩ thiện nó sẽ sanh khởi. Nhưng mà chúng ta sẽ làm chủ được suy nghĩ. Khi nào suy nghĩ thì chúng ta suy nghĩ, và khi nào không cần suy nghĩ chúng ta không cần suy nghĩ. Chứ không phải các vị tu là các vị dẹp bỏ cái tư tưởng. Các vị A-la-hán các ngài còn dùng sử dụng cái tư tưởng mà. Cái tư tưởng này nó thuộc về cái thành quả, chúng ta không thể dẹp cắt đứt nó được. Nhưng mà ở đây chúng ta quan sát tư tưởng, cái suy nghĩ đó,
để chúng ta loại bỏ những suy nghĩ bất thiện và chúng ta làm chủ được suy nghĩ. Thì ở đây chúng ta tu đó, thì khi nào có suy nghĩ, chẳng hạn như bây giờ các Phật tử chúng ta đang ngồi thiền mà có suy nghĩ, nó suy nghĩ về chuyện quá khứ hay là nó mơ mộng về tương lai đó, thì chúng ta lấy cái tư tưởng chúng ta quan sát. Khi chúng ta quan sát tức là chúng ta thoát khỏi suy nghĩ trở thành đối tượng, chúng ta quan sát, chúng ta coi sự suy diễn như thế nào và tự nó biến mất, nó không có liên quan tới mình hết. Nên cái suy nghĩ chúng ta quan sát nó cũng thú vị đó. Còn bây giờ chúng ta không có quan sát suy nghĩ, chúng ta đang ngồi ở nhà, cái trong tâm nó khởi lên, nó suy nghĩ rằng bây giờ mình đi đến quán cà phê, mình ngồi uống cà phê, mình nghe nhạc thì đỡ buồn, ở nhà buồn quá. Rồi bắt đầu cái chúng ta không có tu tập tứ niệm xứ, bắt đầu cái chúng ta sẽ đồng hóa với những cái tư tưởng này, bắt đầu nó dẫn chúng ta đi đến quán cà phê chúng ta ngồi. Hay có những lúc chúng ta buồn, đầu cái những cái suy nghĩ nó khởi lên, nó nói thôi giờ mình đi kiếm bạn bè rồi đi uống rượu hay là đi chơi gì đó, thì chúng ta không có tu tập tâm quán niệm xứ thì những suy nghĩ này nó sẽ điều xử mình. Còn giờ chúng ta có tu tập rồi thì chúng ta quan sát những cái này nó mất, thì lâu ngày chúng ta phát hiện được những cái tư tưởng bất thiện, lấy nó làm đối tượng để chúng ta hiểu được bản chất nó và nó không có điều xử mình nữa. Rồi sau này chúng ta có suy nghĩ là chúng ta suy nghĩ điều thiện. Và khi chúng ta suy nghĩ điều thiện, chúng ta cũng vẫn biết cái suy nghĩ đó là thiện, và chúng ta biết rằng cái suy nghĩ này nên làm. Và khi mà chúng ta quan sát được suy nghĩ thì suy nghĩ nó sẽ giảm dần, giảm dần. Và khi nào chúng ta cần suy nghĩ, chúng ta suy nghĩ, không cần thì chúng ta an trú vào cái đề mục của mình. Chúng ta làm chủ được nội tâm. Còn nếu mà chúng ta tu tứ niệm xứ mà suy nghĩ đến mà chúng ta cắt suy nghĩ, chúng ta cắt suy nghĩ, tức là chúng ta tu nó sai rồi. Tại suy nghĩ cũng là đối tượng mà. Chúng ta phải quan sát suy nghĩ. Quan sát cách thư giãn cũng giống như đối tượng khác thôi. Thì suy nghĩ sẽ biến mất. Đó là cái tâm tán loạn, chúng ta phải biết rằng tâm đang bị tán loạn. Rồi lại nữa Đức Phật dạy rằng khi tâm bị thâu nhiếp, biết rằng tâm đang bị thâu nhiếp. Tâm thâu nhiếp là tâm gì? Tức là cái tâm gọi là hung trầm. Suy nghĩ rằng đó, ngày mai chúng ta ngồi đó là chút thế nào chúng ta cũng bị hôn trầm, tức là cái tâm buồn ngủ. Thì chúng ta ngồi đó, cái tâm buồn ngủ đó sanh khởi, chúng ta là cái hành giả tu tâm quán niệm xứ, thì chúng ta phải quan sát, chúng ta lấy cái buồn ngủ đó chúng ta quan sát. Nếu mà chúng ta không có quan sát cái tâm buồn ngủ đó, thì mình với buồn ngủ là một, là cái buồn ngủ nó sẽ phát triển lớn và nó sẽ làm cái mắt chúng ta nhắm lại và làm cho cái đầu chúng ta nó căng, nó làm cho nó nặng đi. Và cái đó chúng ta mê từ từ và chúng ta sẽ gục xuống. Thì giờ chúng ta là hành giả tâm quán niệm xứ đó, chúng ta nhìn trực diện vào cái buồn ngủ đó, chúng ta quan sát thật rõ ràng cái sự buồn ngủ đó như thế nào và nó tác động đến ăn mình, cái mắt mình nó sập xuống, cái đầu mình nó nặng chịu như thế nào và làm người mình nó bị co lại và cái tâm mình nó bị rút lại như thế nào. Thì chúng ta quan sát một cái tiến trình đó thật rõ ràng. Và chúng ta phải cần quan sát rõ và chúng ta dùng chánh tư duy. À, cái đây cũng là đối tượng buồn ngủ, chúng ta chấp nhận để chúng ta quan sát. Nếu mà các vị quan sát mà các vị cảm thấy nó buồn ngủ quá thì có thể chúng ta vừa quan sát chúng ta mở mắt ra, chúng ta nhìn cái buồn ngủ đó. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng khi vị tỳ kheo tâm bị co rút, biết rằng tâm đang bị co rút, nó cũng là đối tượng mà, để giúp cho chúng ta quan sát. Rồi có những loại tâm, ở đây chúng tôi muốn đề cập thêm, tại vì cái thời gian chúng tôi muốn chia sẻ thêm có khoảng nửa tiếng nữa để trình bày trên cái pháp hành, thì bây giờ chúng tôi sẽ trình bày thêm một hai loại tâm nữa mà chúng ta thường sống để cho các Phật tử chúng ta hiểu mà chúng ta quan sát. Và tiếp đến nữa đó, tức là những tâm gì? Tức là cái tâm ganh tị. Ở đây suy nghĩ rằng cũng có những người còn phàm mà, chúng ta cũng có ganh tị. Thấy người khác mà hơn mình, giỏi hơn mình, đẹp hơn mình, giàu hơn mình, hay là người khác được khen, mình không được khen, cái tâm mình nó khởi lên khó chịu. Tâm đó tâm ganh tị.
tâm đó cũng là tâm bất thiện. Bây giờ chúng ta tu rồi, chúng ta cũng phải nhận diện được cái tâm ganh tị đó. Khi nào mà chúng ta thấy người khác hơn mình, người khác được khen, người khác may mắn hơn mình mà mình khởi lên cái tâm khó chịu, thì chúng ta phải tập quan sát cái tâm khó chịu ganh tị đó. Khi chúng ta quan sát tâm ganh tị, cái tâm ganh tị nó sẽ giảm bớt, cái cường độ nó giảm mà chúng ta hiểu được cái bản chất. Khi mà chúng ta ganh tị chúng ta thấy cũng khổ lắm, nó làm cho mình bị nóng đốt, nó làm cho mình khó chịu chứ. Bản chất bất thiện. Đó là cái tâm ganh tị chúng ta cũng phải cần quan sát. Rồi là nữa, có một cái loại tâm mà chúng ta thường hay sống với nó và dấp phải, tức là cái tâm ngã mạn. Đạo Phật là đạo vô ngã. Và chúng ta sống với cái bản chất mà chúng ta hiểu theo Pháp thì không có gì gọi là tự ngã cả. Đức Phật dạy rằng vui thay chúng ta sống, không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như Quan Âm chư thiên. Tức là mình sống mình không có chấp cái gì gọi là tự ngã, chúng ta hạnh phúc. Hoàn toàn đối danh sắc, không chấp ta của ta, không chấp không sầu não, thật xứng danh tỳ kheo. Đức Phật dạy vị tỳ kheo tu tập đến giai đoạn mà không còn chấp cái thân và cái tâm này của vị tỳ kheo nữa đó, thì vị tỳ kheo hoàn toàn giải thoát. Và chúng ta đó, khởi lên sân hận, phiền tối là gì? Để chúng ta ngã mạn nhiều, chúng ta chấp vào cái bản ngã nhiều thì chúng ta sân hận nhiều. Ví dụ giờ sư tu được lâu, sư tu được lâu vài chục hạ đấy, thì sư nghĩ rằng sư là cái người tu lâu rồi, rồi người khác mà xúc phạm tới, sư khởi lên cái sự bực mình, sư chấp cho cái bản ngã này thì sư sẽ sân hận nhiều. Nên đạo Phật là đạo vô ngã. Nên khi mà chúng ta tu tập, chúng ta quan sát danh và sắc này đó, chúng ta thấy rằng cái chỉ có những cái hiện tượng nó đến ra đi, không có gì gọi là bản ngã cả, thì cái đó chúng ta hạnh phúc vô cùng. Thì đây đó, cái ngã mạn đó, thì trong những trường hợp nào chúng ta cần quan sát. Ngã mạn không phải lúc nào cũng có. Khi nào mà các vị cảm thấy các vị so sánh giữa các vị với người khác, giờ người cư sĩ chúng ta giàu có hơn người khác, chúng ta xinh đẹp hơn người khác, hay là chúng ta học thức hơn người khác, hay là chúng ta tu thiền giỏi hơn người khác, cái mình so sánh, mình nói mình cảm thấy là cái gì cũng tốt đẹp cả, rồi cái đó mình mới cảm thấy hãnh diện, mình tự hào về mình, rồi mình xem thường người khác, thì trong lúc đó là chúng ta đang có tâm ngã mạn. Thì khi mà có tâm ngã mạn sanh khởi là chúng ta phải tập quan sát cái tâm ngã mạn. Nên khi chúng ta quan sát được cái tâm ngã mạn đó, thì chúng ta thấy rằng cái tính chất của tâm ngã mạn đó, là chúng ta nhận diện được, chúng ta quan sát nó tan biến, chúng ta thấy không có ai trong đó. Và có những lúc mà chúng ta quan sát giỏi, chúng ta thấy những cái tư tưởng, những cái cảm xúc, những cái tiến trình tâm đó, nó chỉ là một cái sự vận hành thôi, theo cái định lực thôi, của danh và sắc thôi, nó không có ai trong đó. Thật sự không có gì của ta hết. Khi mà chúng ta không còn chấp vào thân tâm này nữa, thì cái đó chúng ta tham sẽ bị đoạn tận, và sân sẽ bị đoạn tận, và si mê sẽ bị đoạn tận. Nên tâm ngã mạn chúng ta phải cũng cần quan sát. Ở trong những trường hợp mà chúng ta so sánh giữa ta và người, lúc nào chúng ta ngon hơn người khác, chúng ta cảm thấy hãnh diện về mình, thì chúng ta nên tập quan sát. Rồi có những cái tâm mà chúng ta phải cần quan sát nữa là gì? Tức là những cái tâm gọi là sợ hãi. Có những lúc mà chúng ta đi ra giữa hội chúng đông, chúng ta lên thuyết trình một cái gì đó, bắt đầu cái tâm chúng ta bắt đầu nó run sợ. Nó sợ người này đánh giá, sợ người kia đánh giá. Thì những cái tâm run sợ đó, nó cũng là cái bản chất của tâm bất thiện. Chưa thấy có những người đó, khi mà làm những điều thiện á, lại sợ sệt. Nhưng mà làm điều bất thiện thì họ mạnh dạn. Thì chúng ta phải hiểu rằng á, trong lúc mà chúng ta muốn làm điều thiện, làm tốt cho mình, cho người mà chúng ta sợ như vậy, tức là chúng ta biết đây là những cái tâm bất thiện. Hay là khi mà chúng ta đó, lên thuyết trình một cái gì, hay là chúng ta đứng giữa hội chúng mà chúng ta rung bẩy bẩy, mà tâm chúng ta đó, nó tóe lòn, tim chúng ta đập mạnh, ở đó chúng ta không còn biết gì để chúng ta nói. Thì khi mà chúng ta có tu tập tâm quán niệm xứ đó, khi nào các vị mà sợ hãi giữa hội chúng, hay là các vị đó, cảm thấy rung, thì các vị hãy tập trở vào nhìn bên trong tâm mình, nó rung động như thế nào, nó sợ hãi như thế nào. Chúng ta nhìn cái bản chất nó, và từ từ nó yếu dần, nó sẽ biến mất.
Và nếu mà chúng ta không có tu tập tâm quán niệm xứ đó, chúng ta đồng hóa với cái rung đó, bắt đầu cái rung đó, cái tâm sợ hãi đó nó sẽ suy diễn. Suy diễn bắt đầu chúng ta sẽ càng rung nhiều và chúng ta không có nói gì được đó. Đây là bản chất phiền não. Hay là có những người cư sĩ chúng ta lại sợ ma, sợ chuột, sợ gián, chúng ta sợ cái này cái kia đó. Bây giờ chúng ta là người tu tập tâm quán niệm xứ, có những cái tâm sợ đó, chúng ta tập, chúng ta quan sát thử này. Rồi có những người sợ ma vậy đó. Bây giờ sợ ma mà chúng ta không quan sát cái tâm sợ ma đó, nó bắt đầu cái tâm mình bắt đầu nó suy diễn. À, chắc ở sau lưng mình có những người phi nhân họ sẽ sống gần đây. Rồi có những lúc đi một mình đi trong đêm tối, mỗi cái bước đi của mình cứ tưởng là có ma đi theo. Thì cái tâm của mình bắt đầu nó suy diễn. Và suy diễn nhiều chừng nào cái tâm sợ mình nó càng nhiều từng đấy mà. Bây giờ chúng ta là những hành giả tu tập tâm quán niệm xứ, khi mà cái tâm sợ hãi, sợ ma, sợ cái này cái kia là chúng ta phải tập quan sát. Chúng ta quan sát chúng ta coi cái sự tâm sợ như thế nào. Chúng ta nhìn nó một cách thư giãn là nó sẽ biến mất. Đó là cái thái độ, cách tu tập về tâm quán niệm xứ. Thì trong bài kinh Tâm Quán Niệm Xứ đó, còn nhiều loại tâm, nhưng mà ở đây sư chỉ trình bày một số tâm để cho hội chúng mình biết và tu tập, và sau này sư sẽ khai triển thêm. Chẳng hạn như là tâm hữu hạn, tâm vô thượng, tâm hữu hạn thuộc về tâm dục giới, tâm vô thượng thuộc về tâm thiền sắc giới, và tâm đại hành nó thuộc về tâm thiền sắc giới, và tâm không đại hành nó thuộc về tâm dục giới. Và tâm có định, tức là tâm có định là ở đây chỉ cho tâm cận định và an chỉ định. Và tâm không định, tức là tâm chúng ta chưa có được an trú. Rồi tâm giải thoát, tức là chỉ cho những cái tâm chúng ta thoát khỏi phiền não. Thoát khỏi phiền não tức là trong từ sát na hay là trong cái khoảng khắc, tùy theo cái cách chúng ta tu tập, thời gian dài hay ngắn. Rồi tâm không giải thoát tức là tâm chúng ta chưa có thoát khỏi phiền não. Thì ở đây đó, theo chúng tôi nghĩ rằng đó, chúng ta cần quan sát một số loại tâm, tức là tâm tham, tâm vô tham, tâm sân, tâm vô sân, tâm si, tâm vô si, tâm hôn trầm, tâm toán loạn, tâm ngã mạn, tâm ganh tị, tâm sợ hãi. Thì như đó đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cũng đủ cho chúng ta tu tập. Đó là cái cách chúng tôi chia sẻ về cái vấn đề tâm quán niệm xứ. Và bây giờ chúng tôi cũng trình bày thêm về cái cách chúng ta tu tập trên phương diện pháp hành. Tại vì tôi nghĩ rằng đối với người cư sĩ chúng ta mới bước vào tu tứ niệm xứ, để chúng ta thấy tâm thì chúng ta thấy chưa được đâu. Và chúng ta muốn thấy được tâm thì chúng ta phải tập chánh niệm vào những cái đối tượng, tức là chúng ta phải an trú vào thân và thọ trước. Và lâu ngày chúng ta mới thấy được tâm. Và ngày mai thì chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày về thọ quán niệm xứ và thân quán niệm xứ, để cho mọi chúng mình hiểu thêm và chúng ta sẽ ứng dụng, chúng ta tu. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn cho hội chúng mình về cái cách để tu tập. Thì suy nghĩ rằng ở đây đó, thì cũng có một số người cũng có tu tập rồi, và có một số người thì chưa có thực hành. Thì chúng ta bước đầu tu tập thì chúng ta phải có một đề mục chính để chúng ta quan sát. Thì có hai cái đề mục chính. Thì nếu mà người cư sĩ nào chúng ta cảm thấy hợp với đề mục nào thì chúng ta an trú vào đề mục đó. Thứ nhất là hơi thở, thứ hai là phòng xẹp. Thì chúng ta mới bước đầu tu tập á, người cư sĩ chúng ta ngồi thiền á, chúng ta để tâm trên chóp mũi, trên đây nè. Thì chúng ta mới theo dõi cái hơi thở. Có hơi thở vô chúng ta biết rõ, hơi thở ra chúng ta biết rõ, hơi thở vô chúng ta biết rõ, hơi thở ra chúng ta biết rõ. Chúng ta biết hơi thở nhưng mà chúng ta không có điều khiển hơi thở. Có một số người tu lại điều khiển hơi thở. Chúng ta điều khiển hơi thở tức là chúng ta sẽ tạo ra, không còn tự nhiên nữa, và lâu ngày chúng ta sẽ mệt. Ở trong kinh này Đức Phật dạy chúng ta tu tập là chúng ta không được điều khiển hơi thở. Chúng ta chỉ có bổn phận là theo dõi hơi thở thôi. Thì bình thường chúng ta sống thì chúng ta phải có hơi thở. Chúng ta thở chúng ta mới sống được. Nếu chúng ta không thở chúng ta đâu có sống được. Thì mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta thở như thế nào thì bây giờ chúng ta cũng thở như vậy thôi. Chúng ta không có nên điều khiển hơi thở.
chúng ta điều khiển hơi thở sẽ làm cho chúng ta mệt. Thì các Phật tử chúng ta ngồi đó, chúng ta để tâm trên chóp mũi và hơi thở vào, chúng ta biết rõ hơi thở đang vào. Hơi thở ra, chúng ta biết rõ hơi thở đang ra. Giống như cái người mà họ, chẳng hạn như có một người bảo vệ ngồi trước cổng công ty, thì có người đi vào, biết đi vào, có người đi ra, biết đi ra, ngồi một chỗ thôi, để quan sát thôi. Có người đi vô, biết đi vô, có người đi ra, biết đi ra, mà không có chạy theo người đi vô, không có chạy theo người đi ra. Nếu mà cái người bảo vệ này mà chạy theo người đi vô, chạy theo người đi ra đó, thì cái người bảo vệ này sẽ mệt. Thì cái người bảo vệ này chỉ có bổn phận ngồi trên ghế quan sát. Người đi vô biết vô đi vô, người đi ra biết đi ra. Như thế nào cũng vậy. Chúng ta tu tập muốn cho tâm chúng ta đừng có loạn động, chúng ta để tâm một chỗ ngay chóp mũi, hơi thở vào chúng ta biết vào, chứ chúng ta không có chạy theo hơi thở vào. Hơi thở ra chúng ta biết hơi thở đang ra, hơi thở vô biết vô, ra biết ra. Bước đầu chúng ta chỉ biết một cách đơn giản vậy thôi, biết hết sức là thoải mái để biết một cách thân đơn giản vậy. Còn nếu mà người cư sĩ nào chúng ta có thể là chúng ta không thể theo dõi được hơi thở đó, thì có thể là chúng ta theo dõi phòng xẹp, chúng ta để ý theo dõi cái phòng, cái bụng chúng ta phồng lên chúng ta biết rõ, xẹp xuống chúng ta biết rõ, phồng lên chúng ta biết rõ, xẹp xuống chúng ta biết rõ. Chúng ta chỉ biết như vậy thôi, bước đầu chúng ta chỉ biết như vậy thôi. Chúng ta cũng không có điều khiển cái bụng của mình, mà chúng ta để cho cái bụng chúng ta thở một cách tự nhiên. Phồng lên chúng ta biết rõ, xẹp xuống chúng ta biết rõ. Thì đây nếu mà người cư sĩ nào chúng ta theo dõi hơi thở, chúng ta thấy dễ hợp với mình, thì chúng ta theo dõi hơi thở. Còn người cư sĩ nào chúng ta không theo dõi hơi thở được, thì chúng ta theo dõi phồng xẹp ở bụng. Tại vì chúng ta tu tập tứ niệm xứ thì cái đối tượng đó chỉ là cái phương tiện thôi, nó không có quan trọng. Sau này chúng ta tu lâu ngày chúng ta thấy cái đối tượng nó không còn quan trọng nữa, đối tượng nào cũng được cả. Nhưng mới bước đầu tu tập thì chúng ta phải có một đề mục chính để chúng ta ăn chú tâm. Thì lúc mà các cư sĩ chúng ta đó, các vị mà theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra một cách thoải mái vậy đó, thì chúng ta ngồi, chúng ta theo dõi như vậy thì có những cái tư tưởng nó sẽ sanh khởi. Chúng ta nghĩ về nhà, hay là chúng ta nghĩ về con cái, hay là chúng ta nghĩ về cái việc làm ăn đó, chúng ta nghĩ chuyện này chuyện kia. Thì trong lúc mà chúng ta có suy nghĩ đó, thì chúng ta đừng có nên chặt đứt cái suy nghĩ, đừng có bắt mãn suy nghĩ. Trong lúc đó chúng ta buông hơi thở ra, hay chúng ta quan sát suy nghĩ. Thay vì giờ chúng ta quan sát hơi thở, thì giờ mình quan sát suy nghĩ. Quan sát xong rồi chúng ta buông liền, chúng ta trở về hơi thở. Chúng ta mới tu thì chúng ta đừng có quan sát suy nghĩ nhiều. Tại niệm định chúng ta còn yếu thì cái suy nghĩ nó sẽ tác động làm, nó sẽ dẫn chúng ta đi. Nhưng mà chúng ta theo dõi hơi thở, có suy nghĩ là chúng ta phải quan sát được suy nghĩ. Có suy nghĩ là chúng ta buông hơi thở ra, chúng ta quan sát suy nghĩ, biết được suy nghĩ rồi chúng ta buông, chúng ta trở về hơi thở, vào biết vào, ra biết ra, hết sức là thoải mái. Là trong lúc mà chúng ta theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra như vậy đó, thì chúng ta ngồi như vậy thì một lát nữa sẽ có cơn đau nó sẽ xuất hiện. Có thể chúng ta bị đau lưng, hay là chúng ta bị đau chân, hay là chúng ta có thể mỏi gối, chúng ta nhức mình, thì những cái cơn đau này nó sẽ xuất hiện. Thì trong lúc đó người cư sĩ chúng ta không cần theo dõi hơi thở nữa, chúng ta quan sát cái đau. Cái đau nào nổi bật nhất thì chúng ta quan sát cái đau đó. Chúng ta quan sát cái đau, lấy cái đau làm đối tượng. Thì thay vì giờ chúng ta theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra, thì giờ chúng ta lấy cái đau làm đối tượng, chúng ta quan sát cái đau. Thì trong lúc mà có cái đau như vậy đó, chúng ta quan sát, chúng ta đừng có chú vào cái đau quá. Chúng ta nhớ nha, tu tứ niệm xứ là không phải sự chú tâm. Tu tứ niệm xứ là chúng ta chỉ theo dõi, quan sát một cái khách quan hết sức là thoải mái. Thì trong lúc mà chúng ta quan sát cái đau á, chúng ta thấy cái sự tiến triển của nó và cái sự thay đổi nó như thế nào, thì chúng ta nhìn khách quan thôi. Và khi chúng ta nhìn khách quan, nhìn không có sự chú tâm á, mà chúng ta đang quan sát cái đau mà có suy nghĩ á, tại chúng ta quan sát cái đau thì cũng phải có suy nghĩ nó sanh khởi. Thì khi mà suy nghĩ sanh khởi, cái chúng ta buông cái đau ra, chúng ta quan sát suy nghĩ.
nhận thức suy nghĩ xong cái chúng ta trở về cái đau, chúng ta quan sát cái đau. Thì khi chúng ta quan sát cái đau cách thư giãn thoải mái vậy đó, thì khi nào có cái tâm mà nó khó chịu với cái đau, tâm nó cảm thấy nó bất mãn với cái đau, ở đó chúng ta buông cái đau ra, chúng ta quan sát cái sự khó chịu đó, sự bất mãn đó, để bắt đầu chúng ta mới quan sát được rồi chúng ta mới trở và nhìn cái đau, để chúng ta theo dõi cái đau. Và khi nào cái đau chúng ta đó vượt qua được mà tâm chúng ta bình an tĩnh lặng thì chúng ta vượt qua, cố gắng vượt qua. Còn khi nào chúng ta vượt qua không nổi mà tâm chúng ta nó khó chịu, nó bực mình đó, làm cho tâm mình dao động quá thì chúng ta xả ra. Chúng ta có thể thay đổi giò, thay đổi chân. Khi mà chúng ta thay đổi cái chân chúng ta đó, cái chân, cái tay chúng ta đó, mà đưa xuống cái chân để chúng ta kéo cái chân ra, chúng ta biết rõ cái tay mình đang đưa xuống rồi, cái chân mình đang đưa ra rồi, để chúng ta quan sát cái đau của nó giảm dần như thế nào và nó biến mất như thế nào. Và khi cái đau nó hết rồi, bắt đầu chúng ta mới trở về lại hơi thở. Là trong lúc chúng ta ngồi thì có những lúc mà cái tiếng động đó, có những người thì họ đi ở ngoài có thể là nó phát ra tiếng động, hay là chúng ta nghe tiếng xe chạy, thì trong lúc có những tiếng động đó, thì chúng ta cũng phải tập ghi nhận tiếng động, ghi nhận xong rồi chúng ta trở về hơi thở. Khi có những tiếng động nào làm cho chúng ta bực mình đó, thì chúng ta cũng ghi nhận cái sự bực mình đó, rồi hết rồi đó chúng ta mới trở về hơi thở. Thì chúng ta tập như vậy. Thì sư nghĩ rằng đối với những người cư sĩ mới đó, là chúng ta quan sát ở khoảng 5 đối tượng thôi rồi. Thứ nhất là hơi thở. Còn Phật tử nào chúng ta không có quen quan sát hơi thở thì chúng ta quan sát phòng xẹp. Thì trong lúc mà chúng ta quan sát hơi thở hay phòng xẹp á, thì có suy nghĩ chúng ta phải tập buông hơi thở ra, là chúng ta quan sát cái suy nghĩ đó, thì chúng ta trở về hơi thở. Đó là đối tượng thứ hai. Đối tượng thứ ba đó là có thể là chúng ta quan sát về cái đau. Khi nào có cái đau thì chúng ta buông cái hơi thở ra, chúng ta lấy cái đau làm đối tượng, chúng ta quan sát. Chúng ta quan sát cái đau giống như là quan sát hơi thở vậy đó, hết sức là thoải mái. Bây giờ theo dõi nó. Và trong lúc theo dõi hơi thở mà có suy nghĩ, chúng ta mới tập quan sát suy nghĩ, rồi chúng ta buông trở về cái đau. Rồi trong lúc mà chúng ta ngồi có cái tiếng động á, thì chúng ta cũng phải ghi nhận được cái tiếng động. Vậy trong lúc ngồi chúng ta quan sát chỉ có 4 đối tượng thôi. Nếu mà chúng ta nói về người mà quan sát hơi thở thì khỏi quan sát phòng xẹp, người quan sát phòng xẹp khỏi quan sát hơi thở, thì cái đó gọi là một, chung là một. Thứ hai là chúng ta quan sát suy nghĩ. Thứ ba là chúng ta quan sát cái đau. Thứ tư là chúng ta quan sát tiếng động. Khi nào người cư sĩ nào mà chúng ta có nhạy bén hơn chút xíu nữa là chúng ta quan sát thêm cái tâm sân. Khi mà cái tâm đau đó, khi mà đau sanh khởi mà chúng ta phản ứng khó chịu á, quan sát dùm sơ cái tâm sân đó nữa, là chúng ta có 5 đối tượng thôi. Rồi cái bước đầu là chúng ta chỉ quan sát 5 cái đối tượng này. Thì khi chúng ta quan sát 5 đối tượng này nó rất là dễ. Thì khi chúng ta quan sát được 5 đối tượng thô này rồi đó, thì cái đó chúng ta mới thấy được tâm. Thế bây giờ mới bước đầu tu tập mà kêu các vị thấy tâm rồi, suy nghĩ là các vị thấy không được. Thì chúng ta phải thấy được những cái đối tượng thô trước, tức là chúng ta phải niệm thân trước, thì chúng ta phải niệm cái đau trước, là chúng ta niệm thọ. Còn chúng ta quan sát được cái suy nghĩ đó là chúng ta quan sát được tâm rồi đó. Nhưng mà tâm này nó thô nhất, tâm suy nghĩ. Thấy được tâm suy nghĩ rồi mới thấy được những tâm khác. Đó là cái cách sư hướng dẫn cho các Phật tử chúng ta trong lúc mà chúng ta ngồi thiền. Rồi bây giờ trong lúc mà chúng ta đi á, đi kinh hành á, thì khi mà chúng ta ngồi thiền khoảng 1 tiếng đó, thì chúng ta phải đi kinh hành. Thì đi thiền hành á, thì có thể là chúng ta theo dõi được cái bước chân, có thể chân trái dở bước, chân trái bước chúng ta biết rõ, chân phải bước chúng ta biết rõ, chân nào bước chúng ta biết rõ chân đó. Trong lúc mà chúng ta theo dõi như vậy, chúng ta không cần đếm, chúng ta chỉ biết quan sát bằng tâm thôi. Còn nếu mà Phật tử nào chúng ta có thể quan sát được dưới bằng chân chúng ta đó, khi mà chúng ta bước xuống cái nền gạch hay là cái nền đất đó, chúng ta thấy rằng cái chân của chúng ta đó, trên cái lòng bàn chân của chúng ta nè, phía trên đó, gần gần cái các cái ngón giò chúng ta bước xuống chúng ta thấy nó mềm, và cái gót giò của chúng ta bước xuống chúng ta thấy nó cứng. Và chúng ta quan sát sự cứng mềm,
dưới lòng bàn chân chúng ta cũng được. Có nhiều Phật tử nào chúng ta không quan sát được cái sự cứng mềm của cái lòng bàn chân thì chúng ta quan sát từ cái bước chân chúng ta. Chân trái bước chúng ta biết rõ, chân phải bước chúng ta biết rõ. Trong lúc mà chúng ta quan sát cái sự bước của bàn chân hay là cứng mềm với cái lòng bàn chân đó, thì trong lúc đó chúng ta cũng phải theo dõi trong lúc đó, nếu mà tâm chúng ta nó có sự suy nghĩ thì chúng ta cũng phải quan sát suy nghĩ rồi chúng ta buông, chúng ta trở về cái bước dò của mình. Và trong lúc mà chúng ta đi kinh hành á, thiền hành thì chúng ta không cần quan sát hơi thở. Khi ngồi chúng ta mới quan sát hơi thở. Còn khi mà đi thiền hành á, thì các Phật tử chúng ta có thể là theo dõi mỗi cái bước chân hoặc là sự xúc chạm với cái lòng bàn chân cứng mềm hoặc là nóng lạnh. Rồi chúng ta quan sát thêm cái tâm mình đang suy nghĩ gì. Rồi chúng ta buông, chúng ta trở về trong mỗi bước chân của chúng ta đang bước. Và trong lúc chúng ta đi đó, chúng ta đừng có nhìn qua bên đây, chúng ta đừng có nhìn qua bên kia, mà chúng ta chỉ nhìn ngoài trước, nhìn xuống cỡ khoảng cách 2 mét vậy đó, nhìn phía trước vậy. Chúng ta đừng có nhìn nhiều nơi quá, cái tâm mình nó dễ bị tán loạn. Chúng ta nhìn phía trước cỡ khoảng 2 mét rồi chúng ta bước đi, chúng ta theo dõi từ cái bước chân hay là sự cứng mềm của cái lòng bàn chân. Và trong lúc tâm chúng ta có suy nghĩ, chúng ta quan sát để chúng ta trở về sự bước chân của mình. Đó là cái cách tu tập cho những người mới. Và bây giờ chúng ta mới bước vào tu tập giai đoạn đầu mà chúng ta thấy được tâm, trong lúc tâm đang đi bằng tâm gì chúng ta chưa thấy được. Chúng ta phải niệm thân chúng ta biết trước cái đó. Rồi trong lúc mà chúng ta sinh hoạt trong cái đời sống đó, ngoài cái việc mà các vị đi lên trên đây hành thiền, thì khi mà chúng ta vừa bước xuống khỏi chánh điện đó, thì chúng ta đi về cốc hay là về chỗ chúng ta nghỉ đó, thì chúng ta phải tập tắt ý chúng ta chánh niệm trong mỗi bước đi. Và trong lúc đó có tâm mình nó có suy nghĩ chuyện gì hay không, và chúng ta đi về đến chỗ nghỉ của mình. Và khi mà các vị đó sinh hoạt cá nhân chẳng hạn như là vệ sinh, chúng ta súc miệng thì chúng ta cũng phải tập chánh niệm. Tay mình đưa đến, mình biết rõ, cầm vào cái bàn chải, chúng ta biết cái sự xúc chạm nó cứng mềm như thế nào. Và khi chúng ta đưa lên miệng chúng ta cũng phải biết. Khi mà nước chúng ta đưa vào miệng, chúng ta súc miệng đó, nó chạm vào cái miệng mình đó, nó lạnh như thế nào chúng ta cũng phải biết. Và trong lúc đó chúng ta súc miệng, chúng ta coi cái tâm mình có suy nghĩ chuyện gì hay không để chúng ta quan sát. Rồi trong lúc mà chúng ta súc miệng, coi cái tâm mình nó có nôn nóng để súc cho mau hay không, và chúng ta cũng phải nhìn cái tâm nôn nóng đó. Tức là chúng ta phải tập chánh niệm trong từ cái tư thế, cái cử chỉ sinh hoạt trong đời sống, để cho chánh niệm mình nó mới phát triển vững được. Để trong lúc mà chúng ta tắm cũng vậy, khi các vị mà tắm đó, các vị múc nước mà xối vô người đó, thì trong lúc mà nước mà nó đụng vào cái cơ thể chúng ta coi nó mát như thế nào. Có những lúc nó rất là lạnh, buổi sáng hay buổi tối đó, khi mà chúng ta xối vào thì cái nước nó xúc chạm vào cái cơ thể mình mà thấy nó lạnh đó. Thì cái đó tâm chúng ta nó phản ứng đi. Cái phản ứng đó là tâm sân đó. Chúng ta tập phải thấy được cái tâm phản ứng đó. Nếu mà các vị quan sát được cái sự lạnh mà nó xúc chạm vào cơ thể đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái tâm phản ứng. Tâm phản ứng nó thô. Thì có những lúc mà trời không có lạnh đó, mà trời nực đó, mà chúng ta xối nước vào chúng ta thấy nó mát, nó dễ chịu đó. Thì tâm chúng ta nó vui, nó thích như thế nào chúng ta cũng phải tập, chúng ta quan sát. Tức là để chúng ta thấy được tâm là tham và sân. Bây giờ chúng ta muốn thấy được cái sự phản ứng của tâm hay thích thú của tâm á, là chúng ta phải quan sát cái sự mát, sự lạnh mà nước nó xúc chạm vào cái thân thể mình. Rồi trong lúc chúng ta ăn cơm cũng vậy, trước khi lên xếp hàng để ăn cơm, để lấy cơm đó, thì chúng ta đi cũng vậy, chúng ta phải tập nhìn tâm. Ví dụ có những người đi trước mà họ làm cái gì đó chúng ta không hài lòng đó, tâm chúng ta cảm thấy bức xúc, và chúng ta phải nhìn cái sự bức xúc đó liền. Cái tâm mà khó chịu chúng ta nhìn cái tâm khó chịu đó liền. Thì khi đến chỗ lấy ăn đó, thì trước khi mình lấy ăn thì chúng ta phải nhìn cái tâm mình, coi trong lúc đó tâm nó thích cái gì, nó thích món nào, thì chúng ta phải tập quan sát cái tâm mà nó muốn cái này cái kia đó. Thì trong những trường hợp đó mà chúng ta thấy được tâm tham nó mạnh đó,
Mà các vị tu mà các vị thấy được phiền não, tức là có sự tiến bộ. Đầu tiên á, thì chúng tôi chỉ mong rằng các vị thấy được tâm thôi. Mà chúng ta thấy được rồi, chúng ta mới loại trừ được nó. Và khi mà chúng ta lấy đồ ăn, chúng ta coi tâm mình nó có thích hay không thích. Là trong lúc mà lên ăn cũng vậy, chúng ta phải đừng có ăn theo cái kiểu mà ngày xưa ở ngoài chúng ta chưa có tu tập á. Chúng ta vừa đợi vào bàn ăn là chúng ta múc chúng ta ăn liền, rồi chúng ta phải tập nhìn tâm, rồi chúng ta phải quan sát. Khi mà chúng ta múc cơm mà chúng ta đưa lên miệng nhai, chúng ta cũng phải biết rõ mình đang đưa lên và mình nhai như thế nào. Là chúng ta ăn, chúng ta nhai đó, đắng cay mặn, rồi coi cái tâm mình nó có thích hay là nó khó chịu. Rồi cái sự xúc chạm khi mà chúng ta nhai đó, cái vật thực của chúng ta nhai coi nó như nó xúc chạm vào cái miệng chúng ta ra sao, rồi chúng ta nuốt chúng ta cũng phải theo dõi. Đó, chúng ta phải ăn từ từ như vậy để chúng ta tập chánh niệm. Chứ đừng có vào chúng ta ăn vội vàng quá mà chúng ta không có chánh niệm đó. Theo cái thói quen cũ thì như vậy chúng ta không có tiến được. Nên trong lúc ăn thì suy nghĩ rằng các Phật tử chúng ta cũng phải tập quan sát trong lúc mình ăn. Rồi khi mà chúng ta đi về đói chúng ta nghỉ đó, thì suy nghĩ rằng các Phật tử chúng ta cũng phải tập chánh niệm trong lúc trước khi chúng ta ngủ. Các vị nằm, tại vì chúng ta ngồi thiền bây giờ trước khi mà ngủ đó, các vị nằm một cách hết sức là thư giãn thoải mái. Chúng ta cũng theo dõi hơi thở, hoặc là có những người cư sĩ nào theo dõi phòng xẹp, chúng ta cứ theo dõi phòng xẹp. Chúng ta theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra một cách hết sức là thư giãn thoải mái. Để có suy nghĩ đến, chúng ta quan sát suy nghĩ, để chúng ta buông hết sức là nhẹ nhàng, chúng ta trở về hơi thở. Để chúng ta quan sát của cái thân mình nó cảm giác như thế nào, chúng ta biết rõ. Và chúng ta muốn ngủ, chúng ta ghi nhận một cách hết sức là đơn thuần, khách quan và nhẹ nhàng. Rồi từ từ cái chánh niệm chúng ta yếu lại, chúng ta rơi vào giấc ngủ, chúng ta ngủ rất là ngon. Nên chúng ta trước khi ngủ chúng ta cũng phải tập chánh niệm. Khi mà chúng ta ngủ như vậy rồi đó, sáng chúng ta thức dậy là chúng ta phải nhớ chánh niệm đi. Vừa mở mắt ra là chúng ta, nếu mà cái người niệm tâm á, thì họ sẽ quan sát trong lúc này tâm mình đang làm gì, đang suy nghĩ gì, thì họ sẽ biết rõ trong cái trạng thái tâm nào. Còn nếu mà các vị đó chưa có nhìn tâm được, thì các vị có thể vừa mở mắt ra phải an trú vào hơi thở, quan sát lại hơi thở, hay là quan sát về cái thân mình trong lúc mình nằm nó tê đó. Sáng chúng ta giật mình dậy, chúng ta coi chỗ nào nó tê nó nhất thì chúng ta theo dõi cái đó. Rồi từ từ chúng ta mới ngồi dậy, và chúng ta cũng biết mình đang ngồi dậy. Tức là chúng ta làm cái gì cũng phải từ từ, để chúng ta quan sát mọi cái tư thế, cái quay nghi. Thì đây, bây giờ sư sẽ ôn lại, rồi chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Thứ nhất là chúng ta ngồi đó, thì chúng ta quan sát có bốn đối tượng. Thứ nhất là hơi thở, thứ hai là suy nghĩ, thứ ba là cái đau, thứ tư là tiếng động. Nếu mà Phật tử nào chúng ta có thể quan sát thêm tâm sân nữa là tốt. Và trong lúc chúng ta đi, là chúng ta quan sát về cái mỗi cái bước chân. Dở chúng ta biết rõ, mỗi cái chân bước chúng ta biết rõ. Chân trái bước chúng ta biết rõ, chân phải bước chúng ta biết rõ. Hay là chúng ta theo dõi về cái sự xúc chạm cứng mềm ở dưới cái lòng bàn chân chúng ta. Nó xúc chạm dưới cái nền gạch. Và trong lúc chúng ta đi, chúng ta quan sát như vậy, chúng ta cũng phải quan sát thêm những cái suy nghĩ. Khi nào có suy nghĩ đến, chúng ta cũng quan sát rồi chúng ta buông. Chúng ta trở về cái bước chân hay là sự cứng mềm ở dưới cái lòng bàn chân chúng ta. Và đây trong lúc chúng ta thiền hành. Và trong lúc thiền hành, chúng ta nhớ chỉ nhìn trước mặt chúng ta cỡ 2 mét thôi. Không có cúi quá mà không có nhìn xa quá. Và chúng ta không có nên nhìn bên phải hay bên trái nhiều, làm cho tâm mình bị dao động. Và trong lúc chúng ta vệ sinh hay là chúng ta ăn uống, thì chúng ta cũng phải tập chánh niệm trong đời sống. Rồi trước khi đi ngủ cũng vậy, chúng ta cũng phải tập nằm một cách thư giãn thoải mái, theo dõi hơi thở. Rồi chúng ta quan sát suy nghĩ, quan sát cái cảm giác của thân. Rồi chúng ta buông lỏng từ từ, hết sức là thoải mái, rồi chúng ta rơi vào giấc ngủ. Và sáng chúng ta vừa giật mình dậy là chúng ta phải nhớ chánh niệm, quan sát về cảm giác của thân, hay là chúng ta quan sát về cái hơi thở của mình. Rồi trong lúc rồi tâm chúng ta nghĩ gì. Thì suy nghĩ rằng tới đây cũng vừa phải. Bây giờ hôm nay là cái ngày
khai mạc thì sư chia sẻ về cái phương pháp tứ niệm xứ, thì có những cái phần phước nào phát sanh, xin dâng đến chư đại đức tăng và xin chi điều đến cho các cô tu nữ và toàn thể nam nữ Phật tử, mong rằng những cái thiện duyên này hỗ trợ cho các vị trong đời sống và luôn luôn được an vui và tinh tấn tu hành để đoạn tận khổ đau, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng nhau cả thải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.